mình. Đứng ở đây hả? Tuy chúng tôi do dự rất là nhiều khi phải nói chuyện này cho bà con nghe chút, bằng việc nói chuyện đời đi, thì mình có thương nhau lắm thì cũng phải nói thiệt với nhau một hai câu, dầu có đi gì cũng phải nói, cái này nghe kệ hơn. Chứ mình cứ giấu hoài thì cái kia mới nằm trong bọc đó, thì lâu ngày cũng lòi dễ không nói được nữa. Tôi mặc cái áo này 40 năm rồi, tôi vô danh trong suốt nhiều năm, mà nó lạ lắm. Bắt đầu từ lúc tôi đi xa làm việc với bà con ấy, tôi đã làm cái bia từ thằng nào các vị có hiểu hay tôi nói gì không? Dạ yeah. Trong mấy hôm tôi đặt chân đến xứ Úc ấy, tự nhiên tôi có, trước sau tôi nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt thôi, nhưng mà cuộc đời nhìn tôi bằng một cặp mắt khác. Bắt đầu từ lúc có cái thiền viện Kalama, rồi cái tiếp nối đó là chuyến tôi đi Úc, bắt đầu tôi có nghe cái mùi, của những chứng duyên. Tôi tìm cách nói nhẹ, thiệt là nhẹ đó. Từ lúc mà tôi bắt đầu bắt tay vào cái thiền viện Kalama, rồi từ lúc chúng tôi có những chuyến đi lưu diễn vào tháp ở xa đó, thì bắt đầu đó tôi đã nghe được cái mùi của những chuyến duyên. Tôi không biết mấy hôm nay bà con có nghe được cái gì về tôi hay không, nhưng mà tôi chỉ trước khi bắt đầu buổi giảng hôm nay cho tôi nói một câu thôi. Đêm hôm qua khi nói về lịch sử kinh điển, các vị có nhớ tôi nhắc đến một nhân vật, đó là ngài Kumala Thập, không biết các vị còn nhớ không? Để chờ chút. Ngài Kumala Thập là một trong tứ đại dịch giả hàng đầu của Trung Quốc, một trong bốn vị là dịch kinh tiếng Phạn sang tiếng Hán. Thì truyền thuyết kể rằng ngài thuyết pháp rất là hay, và ngài với ngài bốn vị đại dịch giả, nhưng trong đó thì nhân hai nhân vật tiêu biểu đó là ngài và ngài Huyền Trang, sẽ dĩ được đó là tiêu biểu, là bởi vì ngài Kumala Thập chủ trương là nghĩa dịch, còn ngài Huyền Trang chủ trương là trình dịch. Nghĩa dịch là sao? Nghĩa dịch có nghĩa là mình đọc một đoạn ngoại ngữ, mình hiểu họ nói cái gì rồi mình chép lại bằng ngôn ngữ của mình, đó gọi là nghĩa dịch. Còn trình dịch tức là one by one, thế là
chữ chữ ra chữ chữ giống như Israel cat and dog thì mình có chữ là nó đang mưa chó mưa mèo, đó là ngày tranh. Còn ngày nghĩa ngày cú ma là ngày tranh, nó đang mưa tầm tã, nó đang mưa lớn đó, nó đang mưa to luôn. Đó là ngày 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 cú ma la thập là dịch. Còn ngày tranh như vậy đó, ngày quyền tranh ngày gặp gió đót thì ngày dịch là chó nóng. Mà ngày nghĩa tại ngày cú ma la thập thì là xúc xích mỹ, cái nghe hiểu hai đại khái như giống thôi. Rồi gọi là rút bia thì ngày cú ma la thập là dịch là xa xỉ, chứ ngày không có dịch là bia gốc. Ngày ngày mình đang là chỉ là bia gốc. Từ ngày đó có nhiều người Việt Nam qua Mỹ lúc mới qua đó, họ là người Bắc, họ gặp rút bia với hot dog, họ thích lắm, mua hai cái về nhậu cái thời mua về biết trên quốc. Bây giờ họ đi tưởng là ngày buổi ngày cũng qua là thật ở lộn cho tưởng là người ta. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ mới hiểu là tại sao không? Mà rất nhiều cái ông nội của tôi bị hố nặng là bởi vì đi theo người ta rồi. Tôi lấy một chồng cho bà con tỉnh ngủ rồi bây giờ tôi quay trở lại. Thì tương truyền là ngày Kumala Thập dịch kinh rất hay, nhưng mà ngày Kumala Thập hay hơn nữa. Vua quý ngày lắm, vua quý ngày lắm. Và một trong những cái lễ vật mà vua hiến cúng cho ngài đó, có một món bà con cái này nghe chắc nhảy dựng lên tới nóc luôn. Tại vì ngài là dịch kinh đó, ngài cần rất là nhiều cái người mà mài mực quét dọn rồi nấu ăn rồi thì giặt giũ bla bla bla. Cho nên vua mời vào cung thuyết pháp hoặc là mấy ông quan lớn đại thần mời về dinh thuyết pháp, thì một trong những món lễ vật mà họ hiến cúng cho ngài đó là một cô hầu. Cô hầu ngày xưa nói rằng các vị có lẽ khó tin, đó là đến cả đời nhà Tống đó, và những người phụ nữ mà nhà nghèo đó, được xem như một món hàng các vị biết không? Biết rồi. Là trong nhà giàu tôi là đại phú hào mà tôi lỡ tay tôi đánh chết một cô hầu thì coi như nếu mà ở trên xuống hỏi thì tôi chỉ xỉa cái số tiền nhiều dù đó sẽ là như sầu chưa hết. Cái này mới ghê, không biết Tô Đông Pha không? Tô Đông Pha là một trong bát đại danh gia đường Tống, giống như là Liễu Tôn Nguyên biết mà được. Thì cái lúc mà ông bị lưu đày á, từ Tràng An mà đi hôm qua Hải Nam hoặc Hàng Châu rồi đó, trước khi đi một người bạn đến tiễn hành, làm tiền tiễn hành tức là CF ổng. Người bạn có tặng ổng một con ngựa quý, con ngựa quý có thể đi đường dài mà không có mệt. Thì ổng cảm kích lắm, ổng mới nói thế này: bạn bè nhau khách khí quà cáp làm gì, tôi sắp đi xa, nếu tôi có trở về để mà đền đáp ngài không, con ngựa này nó là ngàn vàng. Khổ quá. Ok, tôi bóc cô hầu hiểu ý lắm, người đẹp đó. Ok, đổi, nghĩa là ngày bạn tôi ngót rồi ngày không, thì cô hầu đó nó cũng cô tái mặt, cô khóc, cô nói cả đời con gái của con thấy hầu chủ, con chủ như cha, con không ngờ đến lúc này cũng chủ con nghe chứ không ngựa. Ông chủ xưa nay kêu con chết, nhưng mà đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con không có một ông chủ. Xin ông chủ nhận con lại thì con như tế xong. Con nói thì con đập đầu cũng chết. Tôi đánh một vòng xa thì tôi nói về tôi đồng pha cũng là thật vì trang, cuối cùng tôi nói về chồng. Thì cứ mỗi lần ông thuyết pháp vậy đó là vua hoặc mấy quan lớn tặng của ông một cô, tổng cộng có cả là 13 cô. Mà các vị tưởng tượng bây giờ mà các vị gặp tôi một cô trong phòng nó mình làm nó đốt chùa rồi. Mà bây giờ trong chỗ có từ ba cô đào lấy mặt nó cũng được lắm, mặc áo lam nhưng mặt ngoài ngoài nó cũng được, thì người ta đồn ra. Thì cái bữa đó ông vào thuyết pháp trong cung á, trước khi ông vào thuyết pháp ông đã nghe tao thì nghe tao đồn tùm lum hết rồi. Thì bữa đó trước mặt ông có một cái bình hoa đó, và bữa đó có lúc thì hoa cúc, hoa lại, hoa lý, hoa ngâu, hoa hồng, hoa xính. Bữa đó người ta chỉ một bó hoa sen. Thế bất kỳ bắt đầu thuyết pháp, anh rút cái hoa sen ra khỏi mọi người. Cái sen, cái hoa này một từ đâu vậy? Người ta lấy một từ sình. Ông nói vô lý. Sình là cái thứ dơ bẩn thì tại sao có thể ra được sen? Cái anh nói sình, sen là sen. Không ai đem sình lên đây, nhưng mà sản phẩm của sình thì đem lên đây. Cái hiểu không? Ông nói tôi đời tư
tôi có ra sao đi nữa, nhưng mà điều tôi nói là xem, còn tôi là sinh. Tôi không biết các vị nghe gì về tôi, nhưng mà vẫn nhớ nhiều câu chuyện đó. Đó là một giai thoại về ngày Kumbhala Thập. Còn giai đoạn thứ hai cũng là ngày Kumbhala Thập. Tương truyền rằng vì ngài một pháp sư mà lâm lộng đại dịch giả rất nổi tiếng, cho nên khi mà ngài có trong chùa ngài có 13 cô hầu như vậy đó, thì có hai cái dư luận trái chiều. Cái nguồn dư luận thứ nhất, người ta nói rằng tại sao tu hành mà trong nhà trong chùa toàn là gái không. Nhưng mà có nguồn dư luận thứ hai là nói rằng ổng được tại sao tôi không được, why not, hiểu không? Thế là có nhiều vị thầy cũng muốn kiếm một hai ngôi để về chùa. Ngài Kumbhala Thập nghe như vậy, ngài mới tổ chức một cái buổi tăng hội họp mấy cái vị đó lại tâm lắm. Ngài mới đem ra một cái bình bát và cái bô mà mấy thầy ăn cơm đó. Ngài đem ra, ngài hốt một nấm kim mình mấy đồ á, hốt một nấm ngài bỏ vào trong đó, ngài chế nước vô, ngài lấy ngón tay ngài khuấy. Ngài khuấy xong rồi ngài mới nói rồi: anh em huynh đệ ở đây đều muốn có phụ nữ trong chùa giống như tôi. Tôi thấy cái chuyện đó bình thường, tôi được thì anh em cũng được. Nhưng mà xin anh em nhớ dùm chuyện, muốn có phụ nữ trong chùa cũng được, nhưng mà xin anh em bắt chước tôi, bắt chước cho giống. Có hiểu không? Anh em muốn tự như tôi thì anh em phải bắt chước cho giống. Tức là anh em cũng phải tiếp pháp, anh em cũng phải chịu kinh, và anh em phải làm được cái chuyện tôi làm. Anh em uống hết cái bát này, bát nước này. Thì trước mặt mọi người thì người ta thấy là ổng hốt nguyên một nắm kim, ổng bỏ vô khuấy. Thì ổng hỏi các vị vậy chứ, ai ở đây có thể uống hết cái bát nước này? Các vị nghe kịp không? Ai ở đây có thể uống hết bát nước này? Thì các vị có ai dám uống không? Bởi vì những cha này muốn có phụ nữ nhà ổng đều là những tay không có công phu, hiểu không? Khi họ muốn có phụ nữ thì họ không có công phu, hiểu chứ công phu không? Công phu tức là một cái quả trứng. Mà khi họ không có quả trứng thì bà cố họ không em uống cái bát đó. Ngài hỏi là một lần nữa: ở đây anh em nào muốn có phụ nữ trong chùa như là tôi, uống cái bát nước đi. Tất cả đều im lặng. Ông nói thôi thì cái bát thì tôi lỡ khoáng chủ. Nếu ai nghi ngờ cái bát nước này là không là cái trò trick thì cứ lên uống. Rồi nếu mà anh em tin thì tôi uống cho anh em thấy, để cho anh em thấy rằng muốn có tai tiếng như tôi cũng được, nhưng mà phải giống tôi, cái hiểu không? Phải có hy nhiên và có đóng góp giống như tôi. Ngày nói sau ngày cầm bát nước thì hấp có rồi, và ngày ấp bát xuống cho người ta thấy là trong đó không còn nước nữa. Ok, tôi không phải là ngày cưng mà là Phật, tôi chỉ nói một câu một chuyện. Bà con nếu muốn thì con tôi là sinh. Nhưng mà khi nghe tôi nói cái gì bà con nghe kỹ, cần nói cái gì hiểu. Và trước mặt bà con có smartphone, bà con có thể check xem ông nói cái gì, ở đâu ông nói cái đó, hiểu. Ok, vậy bắt đầu đang học, tôi trả lời bài giảng. Mất thời gian dễ sợ chứ. Mình đã học về 12 duyên khởi đúng không? 12 duyên khởi được bắt đầu như thế này. Qua sư ra chút nhưng mà cái đó nó mới lớn rồi hả chị? Cho tôi nói câu khó nghe nha. Đây là một trong những lý do tôi sẽ không trở lại đạo đàn này nữa. Chỉ có cái quan mà con làm không được, chứ nói mà con không có lòng. Và con hiểu không? Người ta muốn tán tỉnh một cô gái, người ta phải mua lòng cả một cái dòng họ, kể cả con chó con mèo. Để quý vị mời tôi về tiếp pháp mà cảm thấy cái mic cái bị lo không nổi, thì tôi lấy lý do gì tôi về cái nữa. Các người nghe kịp không? Ok, lại sao tôi bền bơm? Ok, bây giờ cái đó là cái nghiệp các vị tôi không có biết đạo được, hiểu chưa? Đó là cái giá quý vị phải trả. 12 duyên khởi là gì? 12 duyên khởi là cái dòng luân hồi được mô tả qua một cái công thức. Mà như thể nghĩa là cái dòng luân hồi được mô tả qua một cái công thức. Công thức nó được bắt đầu như thế này: do vô minh trong bốn đế. Tôi đã định nghĩa rồi, do vô minh trong bốn đế, không hiểu được mọi thứ ở đời là khổ.
Cho nên chúng sanh chia làm hai nhóm. Nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng cách chuyện gì cũng làm. Nhóm hai trốn khổ tìm vui bằng cách là làm lành lắm dữ để mong về các cõi vui. Nghe kịp chưa? Cái này nghe kịp chưa? Tôi nói tới mức đèn mà nó rõ nó chậm nhưng mà không hiểu thì thôi đua rồi. Do vô minh không để nên chúng sanh đưa tự nhiên không ai chia hết, tự họ nằm trong hai nhóm sau đây. Nhóm một trốn khổ tìm vui bằng cách là chuyện gì cũng làm, ác đức bất thiện cỡ nào cũng làm. Nhóm hai trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các hạnh lành để được sanh về các cõi vui. Và các vị phải đồng ý với tôi rằng tôi trong một căn nhà đang cháy thì dù các vị có chung chung sàn hay là leo lên nóc thì kết quả cũng giống nhau, đó là chết. Có điều có đứa thì nó chết ở dưới thấp, đứa chết trên cao. Đứa nó chết thì nó giống như cái trò chỗ quẩy, đứa nó chết giống như cùng tình quen vậy đó, hiểu? Nó chỉ khác nhau tí ti đó thôi. Cho nên do vô minh trong bốn đế không hiểu được mọi thứ ở đời là khổ, nên chúng sinh chia làm hai nhóm. Một trốn khổ tìm vui bằng cái cách là làm các việc ác, câu cá săn bắn lừa đảo lật lọng vân vân. Cái nhóm thứ hai là trốn khổ tìm vui bằng cách là làm lành lánh dữ, chết rồi được sanh về các cõi nhân thiên, kể cả việc tu tập thiền định, bao gồm đương cảnh của việc bố thí trì giới phục vụ vân vân. Và các vị biết rằng làm ác bị đọa là chuyện đó không có gì để bàn, nhưng mà cái chuyện làm thiện á thì cái quả làm mình sanh về các quả làm thì sao ta, cuối cùng thì nó hết tuổi thọ thì nó phải rớt trở về cái dòng thấp nhất. Nghe kịp không? Cứ như vậy tất cả chúng ta ở đây trong nhiều kiếp luân hồi chúng ta cũng y chang như vậy, cứ có kiếp sanh ra thì làm bậy làm bạ để mà kiếm sống, có kiếp sanh ra để kiếp sanh ra làm toàn việc làm để được sanh thiên, cứ như vậy. Như vậy thì cái công thức được bắt đầu như thế này, do vô minh trong bốn đế cho nên người ta mới tìm ra cái giải pháp giải quyết đau khổ bằng cách là kẻ làm thiện kẻ làm ác. Như vậy do vô minh nó mới tạo ra các nghiệp thiện ác, được chưa? Bước thứ hai, do các nghiệp thiện ác nên nó có các tâm đồng thai về các cõi, đã nói rồi, do các nghiệp thiện ác nên nó có tâm đồng thai về các cõi, do có tâm thiện nên có tâm đồng thai sanh về các cõi vui cõi lành, cùng do có tâm xấu cho nên sanh về các cõi đọa. Rồi tiếp theo, do có cái tâm đầu thai nên mới sanh về các cõi, và từ đó nó mới có cái chuyện là chúng ta sở hữu sáu căn. Tiếp một chỗ, nếu mà cái này nguyên bản thì cái việc nhìn nó sáng hơn, nghe kịp không? Ở đây mic không có, người viết bản cũng không, viết thì chậm, lừ đừ, nghe không rõ, mắt mờ, tay yếu, thần kinh có vấn đề, tâm thần bị trục trặc. Okay. Bằng tất cả lòng đại bi, tôi đã thuyết pháp với tất cả sự kiên nhẫn, với tất cả nỗi niềm của một người mẹ nhìn một ràng con tật nguyền, nhưng mà tôi vẫn cố gắng thế. Ai mà nghe cái này nó nhục cho nó xích đi chứ lắm. Rồi thì do vô minh trong bốn đế nó mới có nghiệp thiện ác, do có nghiệp thiện ác nên mới có các tâm đầu thai các cõi, do có tâm đầu thai các cõi nên chúng ta mới có sáu căn. Từ cái chỗ có sáu căn nó nảy ra cái nhu cầu đón nhận sáu trần, mà từ cái chuyện mà đón nhận sáu trần nó mới nảy ra cái chuyện là tứ thủ. Tứ thủ là gì ta? Tứ thủ đó là chấp chặt ở trong các cái khoái lạc gọi là dục thủ, chấp chặt trong quan điểm nhận thức gọi là kiến thủ, chấp chặt ở trong cái đường lối hành trì gọi là giới cấm thủ, và chấp chặt ở trong cái ý niệm tôi và tôi là của tôi, đó là ngã chấp thủ. Từ cái bốn thủ này nó lại dẫn đến hai hữu, đó là nghiệp thiện và nghiệp ác. Cũng quay trở lại nữa, tiếp tục, do cái nghiệp thiện nghiệp ác đời trước, bây giờ bắt đầu tôi nói gọn lên nè. Do nghiệp thiện nghiệp ác đời trước, kiếp này ta có thân người có sáu căn. Nếu mà có sáu căn mà ta dùng nó để tu tập á, thì giải thoát luân hồi không có gì để nói. Còn đằng này, do nghiệp thiện ác nên bây giờ ta tiếp tục có mặt ở đây và tiếp tục có sáu căn. Có sáu căn rồi ta mới dùng sáu căn đó để mà đón nhận sáu trần bằng phiền não. Phiền não là sao? Gặp cái thích
thì đắm đuối đê mê, gặp cái bất mãn là nổi điên, nổi dịch, nổi khùng, nổi giận. Nghe kịp không? Như vậy thì do vô minh đời trước nên mới có nghiệp thiện ác, do có nghiệp thiện ác nên mới có thân này, do có thân này nên ta có sáu căn, do có sáu căn nên ta tiếp tục tạo các nghiệp thiện ác để có thêm đời sau kiếp khác. Nghe kịp chưa? Hiểu không? Rồi vậy tu tứ đường sức là tu sáu căn, tu sức là tu chỗ này. Do các nghiệp thiện ác đời trước nên mình mới có sáu căn, mới có sáu căn. Nhưng mà thay vì cái người không có tu hành á, thì khi mà có sáu căn á, họ theo đuổi sáu trần và sống trong phiền não. Còn cái người mà có tu thì sao? Sáu căn, khi mà biết sáu trần thì họ lấy cái cơ hội đó để mà sống thiện. Nghe kịp không? Và có một chuyện quý vị phải đồng ý với tôi, nói theo từ chuyên môn thì đời sống của chúng ta chỉ là cái chuỗi ngày hoạt động của sáu căn thôi. Đó là nói theo từ chuyên môn. Còn nói theo cái cách nói nôm na, cận nhân tình, cách nói common sense, thì tất cả hành động thiện ác lớn bé của chúng ta đều là hoạt động của sáu căn. Các vị nghe kiểu không? Tôi hỏi các vị, ăn có phải hoạt động sáu căn không? Ăn cơm hoạt động sáu căn là sao ta? Lúc đó tôi xài căn nào? Tôi có xài mắt không? Mũi, lưỡi, có thân không? Có ý không? Dạ. Thấy chưa? Mai là ăn xong là nó quất một phát một núi rồi, thấy chưa? Như vậy thì tôi luôn đánh răng, xúc miệng, rửa mặt, đi toilet cũng hoạt động sáu căn. Tôi lạy Phật, tôi nghe Pháp, tôi tụng kinh, có phải làm việc là sáu căn không? Yeah, đó, thấy chưa? Như vậy thì do nghiệp thiện ác nên tôi mới có cả tâm đầu thai đi về các cõi. Nhưng có một điều, con chó con heo nó cũng do nghiệp thiện ác mà nó đầu thai, nhưng mà cái nó có, cũng có sáu căn như tôi đúng không? Nhưng mà vì cái tâm đầu thai của nó được tạo ra bởi nghiệp xấu, cho nên sáu căn của nó không có giống sáu căn của tôi. Con chó con heo nó có thể nghe được tiếng động nhưng nó không thể nghe pháp được đúng không? Hiểu chưa? Hiểu hết. Hiểu. Rồi, trong khi mình cũng có sáu căn nhưng mà sáu căn của mình nó được tạo ra bởi nghiệp nghiệp lành. Nghe kịp chưa? Cho nên từ cái chuyện mà có sáu căn được tạo ra từ nghiệp lành đó, cho nên sáu căn của chúng ta nó có cái khả năng làm được nhiều việc hơn là sáu căn của mấy cái loài đọa. Có một điều, mang thân người thì sáu căn của mình tốt hơn cái đám dưới, nhưng mà có một điều, anh dùng cái tốt để làm chuyện gì thì đó lại là chuyện khác, được không ta? Có người họ dùng sáu căn đó là họ đi đánh bài. Các theo các vị biết đánh bài có xài cái này không? Dạ, đánh cờ tướng, lừa đảo, lật lọng, mấy cái đó là phải xài cái này. Nhưng mà thay vì đó, cái sự thông minh của họ, họ có thể dùng nó cho một chuyện khác. Cái sự thông minh nó giống như con dao vậy. Thay vì mình dùng nó để mình làm việc thì họ lấy con dao đó họ lại đi gây án. Cho nên con dao của người lành nó được gọi là dụng cụ, còn con dao của người xấu được gọi là hung khí, là tang vật. Bây giờ hiểu chưa? Cũng sáu căn đó thôi, nhưng mà của mấy bà nội trợ thì ta gọi là dụng cụ, hoặc là ta gọi là đồ bếp. Nhưng mà của mấy cái tên sát nhân đó thì ta gọi nó là hung khí. Và khi cảnh sát mà họ lận đường gọi là tang vật, là tang chứng, đúng không ta? Mà trước khi nó trở thành tang vật, tang chứng thì nó đã tạo ra những cái tang lệ. Nghe hiểu không? Như vậy là tôi nhắc lại, nhắc tới nhắc luôn, ai mà nghe là băng giảng thì một là họ nói tôi lặng thẳng, hai là họ nói với Sydney Alzheimer. Tôi nhắc lại lần nữa, do vô minh trong bốn đế không biết rằng mọi thứ ở đời đều là khổ, nên người ta mới invest thiện và ác. Đứa ngu thì nó invest ác, đứa khôn nó invest cái thiện. Nhưng mà cả thiện lẫn ác đều là con đường dẫn vào luân hồi, dẫn vào cái ngôi nhà đang cháy. Nghe kịp không? Và khi mà có nghiệp thiện ác thì có tâm đầu thai cả cõi, mà hãy có tâm đầu thai cả cõi thì đương nhiên ta có sáu căn. Và với sáu căn ấy, kẻ có tu hành thì họ dùng sáu căn làm phương tiện để chấm dứt sanh tử, không còn sáu căn mới nữa. Còn cái kẻ không có tu hành thì họ lấy sáu căn đó làm phương tiện để mà tiếp tục tạo ra sáu căn khác. Hiểu không? Như vậy ta tu tứ niệm xứ làm sao?
là tu ngay chốc cái chỗ đó, là tu cái chỗ là lấy sáu căn hiện tại làm phương tiện để giải thoát. Còn nếu không học đạo thì mình tiếp tục cũng mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý suy tư, nhưng mà dùng sáu căn đó làm phương tiện sanh tử, thích cái này ghét cái kia, thương cái này bất mãn cái nọ. Suốt một đời của chúng ta từ lúc lọt làm mẹ, đúng là trong bụng mẹ đó, nhưng mà quý vị ở đây đơ quá nên tôi chỉ nói cái nào dễ hiểu thôi. Từ cái lúc mà ở từ bụng mẹ lọt ra là chúng ta đã bắt đầu trốn khổ tìm vui. Có hiểu bốn chữ đó không? Trốn khổ tìm vui nghĩa là sao? Là đứa bé khi nào mà nó thấy mát mát thì em bé nó cười, mà khi nào nó nghe nứa ngứa, nó nghe nực, cái nghe đau nó khóc, đó chính là trốn khổ tìm vui, hiểu không? Thì bắt đầu khi nó lớn lên, bắt đầu nó biết nói bập bẹ, nó biết đi chập chững, thì cái khả năng nó càng lúc nó càng rõ. Và cuối cùng nó dậy thì, rồi thì nó trưởng thành, rồi thì nó trung niên, rồi thì nó già cõi. Nguyên cái hành trình đó, dầu nó là thủ tướng, tổng thống hay ăn mài du đảng, tổng thống, thủ tướng, ăn mài du đảng, nguyên cái hành trình mà sống của họ đó chỉ là cái hành trình của trốn cổ tìm vui, hiểu không? Có người giải quyết cái khổ bằng cách là học hành cho thiệt nhiều để có tiền. Có người thì giải quyết cái khổ bằng cách là buôn bán. Có người giải quyết cái khổ đó bằng cách là trở thành tội phạm. Vì có cái thân thì phải hoạt động để mà tồn tại. Và khi Phật ra đời, Phật mới dạy cho mình biết thế giới này là gì. Thế giới này chỉ là cái chỗ gặp gỡ của sáu căn và sáu trần thôi. Các bạn nghe giảng này chưa? Không có cái gì trong tất cả vũ trụ mà nằm ngoài sáu căn và sáu trần hết. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, không có cái gì trong cuộc đời này mà nằm ngoài sáu căn và sáu trần. Tôi ví dụ như mặt trời, nó có nằm trong sáu trần không? Mặt trời có phải là đối tượng của sáu trần không? Trong trường hợp nào? Khi ta nhìn nó thì nó là visible object, đúng không? Mà khi ta nghĩ về nó thì nó là pháp trần, đúng không? Mental object, đúng không? Mặt trời nó xa như vậy mà nó vẫn là cái object, nghĩa là nó là sáu trần, một là một, nó là hai trần trong sáu trần, đúng không? Còn những thứ mà mình có thể sờ chạm được nó đều là trần hết. Tôi ví dụ như cái gối trà này, nó là mấy trần trong sáu trần? Bạn nói thông minh thường là hỏi sao bạn cứ nói là sắc trần không à, thật ra nó là đủ sáu trần, đúng không? Khi nào tôi nhìn nó thì nó là sắc, nó là thân, tôi dùng mũi nó là khí, tôi le lưỡi tôi uống nó là vị, tôi nhắm mắt tôi sờ nó là cảnh xúc, tôi nghĩ về nó là cảnh pháp, có hiểu chưa? Như vậy thì chỉ cái bình trà này không, tất cả là sáu trần rồi, xem chưa? Như vậy thì tùy cái loại chúng sanh trong đời này, hôm qua tôi nói trình độ tạo ra thái độ, còn nhớ lắm không? Tùy vào cái trình độ và cái phước duyên của mỗi người mà trước một cái cảnh trần ấy, ta có bao nhiêu cách để đón nhận nó. Ví dụ như một cha mù thì chẳng có thấy, tới một người mù thì nó là mấy trần trong sáu trần, phải trừ cái trần đầu tiên. Đối với cha điếc thì mình trừ cái trần thứ hai, đúng không? Đối với cái bà đang cảm nặng nghẹt mũi thì trừ cái trần thứ ba, đúng không? Hiểu hả? Xong rồi đó. Hiểu chưa? Có nghĩa là do nghiệp thiện ác đời trước mà bây giờ ta có sáu căn. Nhưng tùy thuộc hoàn cảnh điều và vô số điều kiện mà vạn vật trong đời này nó là trần nào trong sáu trần, và thái độ của ta đối với sáu trần đó là sao. Một cái người được giáo dục đàng hoàng, khi mà họ nghe người khác chửi cái phản ứng họ khác cái người thiếu giáo dục, đúng không ta? Có người cả đời không biết chữ thề, còn có người lúc nói chuyện vui họ cũng pha tiếng Đan Mạch vô, phải không? Có biết tiếng Đan Mạch không? Hiểu không? Thấy dễ sợ chưa? Thấy dễ sợ chưa? Và các vị có thấy người ta chào nhau như thế này, có thấy biết bình thường. Nhưng có người họ không chào, họ xài có ngón giữa, không ngẩn. Tôi không nói đùa, tôi nói rất là nghiêm túc. Có nghĩa rằng là cũng có tay chân, nhưng mà có một người họ làm như thế nè,
Có người họ làm như vậy nè, có người họ làm như vậy, có người họ đưa ngón giữa, các bạn hiểu không? Ở đây các bạn hiểu ngón giữa không? Ok. Nó khổ chỗ khi tôi dạy các bà con, chuyện gì tôi cũng bóc rồi tôi nắm hết trơn đó. Cho nên tay chân ai cũng ngõ giống nhau, nhưng mà cách anh xài nó khác nhau. Ai cũng có khả năng nói chuyện, nhưng mà mỗi người có một kiểu nói khác nhau, với một mục đích và ý nghĩa khác nhau, đúng không? Đúng rồi. Người Việt thì ai biết nói tiếng Việt, nhưng có kẻ thì dùng tiếng Việt để buôn bán, có kẻ dùng tiếng Việt để giao tiếp, và kẻ dùng tiếng Việt để truyền tải kiến thức. Có người thì dùng cái tiếng Việt của mình để truyền tải tình cảm. Đó là cái người ca hát đó, hiểu không? Bây giờ hiểu không? Tức là sáu trần ai cũng có. Đối tượng của sáu trần chính là sáu căn, ai cũng có. Nhưng mà tùy cái trình độ mà ta có thái độ khác nhau trước sáu trần. Thái độ đó nó có tên gọi là phản ứng, tiếng Việt gọi là reaction. Mà nghiệp chính là reaction. Nó còn có một tên gọi nữa, nó là cause, tức là nhân. Mà hãy có nhân thì có effect, có nghĩa là quả. Nghe kịp không? Nhân quả nó không phải là cái vấn đề của riêng Phật giáo, mà nó là quy luật của vũ trụ. Các vị nghe tôi rõ nè. Cái rõ là nhân, mà cái âm thanh đó là quả. Âm thanh đó là nhân, nó khiến cho tôi nghe được, đó là quả. Như vậy bất cứ việc gì ở đời này nó cũng do nhân quả mà có. Và bản thân nó vừa là nhân tạo ra cái khác, mà nó vừa là quả, là bởi vì được một cái khác tạo nó. Như vậy thế giới này là duyên khởi trùng trùng, có vậy hiểu chưa? Mọi thứ ở đời đều do các nhân duyên mà có, và bản thân nó lại là nhân duyên cho vô số thứ khác. Kẻ nào liên tục thường trực thường xuyên sống trong nhận thức này, Phật gọi đó là hành giả. Mà chỉ có sống chánh niệm, chỉ có sống với chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta mới liên tục và liên tục nhận thức được rằng nguyên cái cục này không có phải là tôi, không phải là ta, không phải là thằng Tí, thằng Tề, con Lan, con Cúc, con Hương, con Đào, con Yến gì hết, mà nguyên cái cục này là nguyên cái khối nhân quả. Nó được tạo ra bởi vô số nhân quả, và bản thân cái cục này nó lại là nhân, nó tạo ra vô số cái quả khác, mà mặc dù bản thân nó là quả của vô số cái nhân khác, hiểu không? Cho nên một người có học đạo và hành đạo cẩn trọng trong từng lời nói, vì bất cứ câu nói nào của ta rất có thể là điểm bắt đầu cho một tỷ sự cố có khả năng kết thúc. Có câu nói nào mà có thể dựng nhà dựng đất, và có thể câu nói nào làm cho tan nhà nát cửa có không? Rất phải cẩn thận. Bảo tôi nói rồi, chỉ một cái lá me, chỉ một sợi tóc mà nó còn làm dậy sóng ba đào, còn nhớ không? Một chiếc lá me gì làm nên những cái lá me, người ta nhớ con đường Duy Tân, nhớ thời đại học Văn Khoa, đúng không? Một sợi tóc đủ để làm cho bà xã nó ghen điên lên, bởi vì bà tóc ngắn mà nó dài quá. Cái nghe kịp không? Và một tí đường có thể làm cho người bị tiểu đường gặp rắc rối, một tí muối có thể làm cho người cao máu bị rắc rối, có đúng không? Và một câu nói có thể làm cho người bị đau tim bị rắc rối, có đúng không? Tôi nhớ có cái ông đó bị tim nặng lắm, ông bị hết ác tắc, gia đình chuyển vô bệnh viện. Thì trước khi vô bệnh viện, ông có mua, mấy tờ giấy số. Khi muốn vô bệnh viện thì mấy đứa con nhà nó dò trúng độc đắc mấy chục triệu á, mấy chục rưu la. Nó vui quá đi, nó tính như báo cho bố biết, mà nó biết bố đang bị vấn đề, cho nên nó suy nghĩ hoài, biết làm sao ta. Bố nhập viện là vì bố lo tiền bạc, bây giờ bố biết vấn đề tiền bạc không còn nữa thì bố rất là vui, mà sợ vui quá các vị trở lại thấy bà nội, hiểu không? Nó suy nghĩ hoài, cuối cùng nó nhờ ông mục sư rất là thân với bố, nhờ mục sư báo tin giùm. Nói mục sư nói làm sao mà cho bố biết để bố đừng có lo tiền bạc nữa, nhưng mà cách nói làm sao cho bố đừng có vui quá trớn. Mục sư suy nghĩ, cuối cùng ok, ông vô nói: cụ à, nếu bây giờ mà cụ tình lình cũng có một số tiền lớn, cụ có mừng không? Ông nói mừng chứ. Rồi cụ có thể phát điên lên một số tiền đó không? Nói không. Cái gì của tôi cũng là Chúa cho. Xưa giờ tôi nghèo cũng là vì ý Chúa. Bây giờ tình lình cũng cục tiền nó rớt xuống, tôi nghĩ đó cũng là ý Chúa. Và tại sao ông hỏi như vậy? Ông nói rằng thí dụ như bây giờ ông trúng độc đắc mấy chục triệu đâu có làm sao. Ông nói thì chắc tôi đưa một nửa để làm nhà thờ. Ông mục sư nghe vậy đi luôn. Cái người nghe hiểu không? Tức là cái thằng lẽ là nó chết, nó không chết, mà nó không, nhưng không chết người chạy có lửa mà chết người lẽ luôn, nhưng không chết thằng tay nào hết, mà chết thằng lính thổi kèn tay, coi như là cũng sáu tầng đó thôi, nghe kịp không?
cũng sáu trần đó, nhưng mà do cái thái độ, mà cái thái độ nó đi ra từ cái trình độ tạo ra thái độ, và trình độ đó được đi ra từ đâu? Đi ra từ ba thứ: phiền nghiệp, nghiệp thiện ác quá khứ, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Môi trường sống là cái gì? Là môi trường mà chúng ta sinh trưởng, điều kiện giáo dục, bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội, tất cả những cái đó gom chung lại là môi trường hiện tại. Nghe kịp không? Chính mà cái này nó mới tạo ra các thái độ của chúng ta trước sáu trần không giống nhau. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, cũng cái người đó ngày xưa mình mất ngủ vì mình không có quen được họ, 40 năm sau mình mất ngủ vì nó không chịu ký giấy ly dị. Nghe kịp không? Cũng một cái trần đó thôi, cũng một cái trần đó thôi. Ai ở đây từng biết Úc có giống Mỹ không? Ai mà từng mua đồ rồi đi trả đồ, lúc mà mình mua nó mình non mình vui lắm, lúc đi về biết không vừa ý, đi kiếm cái receipt muốn chết luôn, kiếm để trả. Bên đây trả đồ có cần receipt không? Có lúc đó tôi mua một món đồ 100 mấy đồng, đối với thị trường là hay lớn, tôi về tôi biết xài không được, mà lúc mình đem về mỹ ẩn mình đâu có màng cái receipt, chẳng vò chẳng dùng. Tới lúc mà tối trước khi đi ngủ chẳng nhớ món đồ mà chiều mua đã môi ra, thì biết không xài được, không vừa với mình, phải đi trả. Mà cái giấy nằm ở đâu? Một thân một mình, gà trống con, lục tung cái nhà lên để kiếm cho được cái receipt. Mà nó ngộ lắm, cái hồi từng trước thấy nó mắc không dám mua, mà tới hồi quyết định mua nó hồi hộp lắm, tại vì đi trễ sẽ đóng cửa, mà tới hồi muốn trả nó lại cũng hồi hộp lắm, không biết cái receipt nằm ở đâu. Cho nên cũng cái trần đó thôi, nhưng mà tùy lúc, tùy bối cảnh mà ta có thái độ ra sao. Và tu tính định xứ là gì? Tu tính xứ tức là kiểm soát được cái nhận thức và cảm xúc của mình trước sáu trần, hiểu chưa? Có hiểu không? Sáu căn nó là quả của thiện ác đời trước. Người không biết tu thì lấy cái sáu căn này nè tiếp tục tạo ra sáu căn mới. Còn hành giả tứ niệm xứ là lấy sáu căn này làm phương tiện để dựng cầu qua sông. Có hiểu không? Cũng cái khúc gỗ đó, có người sẽ làm ván, đóng bàn, đóng tủ, ở lại hoang đảo. Cũng cái khúc gỗ đó, có người sẽ nó ra, đóng bè để trở về đất liền. Có hiểu không ta? Nói tới đó mà không hiểu, uống thuốc truyền kiếp, tự sát tập thể. Có hiểu không? Cũng khúc gỗ đó, có kẻ trẻ ra làm bè vượt biển, có kẻ chấp nhận ở lại hoang đảo, trẻ nó ra làm bàn làm ghế suốt đời làm chúa đảo. Và chúng ta đã không biết bao nhiêu kiếp làm chúa đảo như vậy, bao nhiêu kiếp sống cô đơn lạnh lẽo ngoài trùng trời. Chúng ta hài lòng với cái hoang đảo mà mình đang có mặt, bỏ hết mọi thứ. Nghe kịp không? Tu tính niệm xứ là vậy. Bây giờ nghĩa là đêm nay tôi cùng lúc tôi ôn cho bà con về 4 đế 12 duyên khởi và tính niệm xứ. Nghe kịp không? Nghe hiểu không? Nói chậm như vậy đó, tôi nhắc lại lần nữa, do vô minh trong 4 đế không biết được 4 sự thật này, một, mọi sự đều là khổ; 2, những gì ta thích đều nằm trong khổ; 3, muốn hết khổ đừng có thích trong khổ nữa; 4, sống bằng 3 nhận thức trên chính là con đường thoát khổ. Do không hiểu được 4 sự thật này nên người ta làm các nghiệp thiện ác. Làm ác là do ngu, làm thiện thì do ngu gấp bội. Nhà đang cháy lẽ ra phải dọt ra ngoài, đằng này một đứa trụng xuống sàn, một đứa leo lên nóc. Và ra đời cũng nói không được, nhà cháy là bằng mọi giá dọt ra ngoài, chỉ trừ trường hợp đặc biệt mình nắng ná để lấy cái gì đó. Như một anh chàng trong chuyện cổ tích Việt Nam còn nhớ không? Nhà cháy thì ảnh cứ lay quay ảnh gỡ cái cửa thôi, ảnh không lấy món đồ khác. Hàng xóm tưởng là ảnh giấu vàng trong đó, ai ngờ khi đóng cửa ra ngoài mới biết được đó, ghi di chích những cái ngày mà tân gia đám dỗ sinh nhật để đi ăn chạch đó. Chỉ từ cái trường hợp đặc biệt đó là người ta đánh ná để người ta gỡ cánh cửa đi thôi. Chứ còn tất cả mọi tình huống
nhà cháy mà nếu mà thông minh là nó dọn ra ngoài thôi. Phật dạy tam giới như hỏa trạch, tam giới như một ngôi nhà đang cháy. Cháy bởi cái gì? Cháy bởi sanh già đau chết, cháy bởi tham sân si ái mạng kiến nghi. Chúng ta luôn luôn ở trong cái tình trạng là đi về phía trước, dù muốn hay không. Từng người ở đây, từng dù muốn hay không thì từng người ở đây đang từng bước đi về cái quan tài. Các vị có tin gì đó không? Và có một chuyện tôi lấy làm lạ, làm biết là cái đó là thật sự tôi thuyết pháp cho bà con nghe. Chính bản thân tôi có những lúc tôi cũng nghi ngờ từ đó là tốt và xấu. Đó là lâu lâu, cách đây vài năm trở lại, lâu lâu có lúc ban ngày, có lúc ban đêm, có lúc thừa, có lúc khích. Biết thừa với khích không? Có lúc thừa, có lúc khích, có lúc khoan, có lúc nhạt, có lúc ngày, lúc đêm. Tự nhiên nghĩ tới cái chết mà tôi điếc người, tôi biết không? Nhưng mà nói theo kinh Phật thì nó rất là tốt. Nếu khéo, rất là tốt. Bởi vì chính nó kèm tôi rất là nhiều. Nó kèm, hiểu chứ kèm không? Nó kèm mình nhiều chuyện hay lắm. Muốn tha, muốn giận cái gì đó, nhớ tới đó một cái là nó lắng liền. Hiểu không? Không muốn invest những cái không cần thiết nữa. Cái vụ thiền viện lẽ ra nó lên máu 30 lần rồi. Từ lúc kêu gọi đến lúc có tiền mà biết là sao chuyển vô đó, nó lo lắm. Tôi nhớ câu chuyện của Hòa Thượng Nhất Thạnh. Lúc mà Hòa Thượng làm cái chương trình mà vớt người vượt biển á, Hòa Thượng có thuê hai con tàu ở Malaysia đi vớt. Mà Hòa Thượng nó có một cái đêm đó, ở ngày đó báo vào cho biết là đã vớt được mấy chiếc tàu Việt Nam rồi. Nhưng mà vào bờ không được bởi vì sóng to gió lớn quá. Hòa Thượng đó, lúc đó Hòa Thượng ở trong bờ đó, tim nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Bởi vì á, có thể hiểu đó không? Hai cái chiếc đó là do mình mướn, mà mình đi vớt đồng bào của mình. Mà bây giờ mình nghe nó sóng to cái lớn, không biết vào bờ được hay không. Mà lỡ có bệnh gì thì phải hiểu, lỡ có bệnh gì thì không biết là sao. Thì lúc đó Hòa Thượng biết trực nhớ là một chuyện. Đó là ngày xưa trước 75, Hòa Thượng từng ở trên Bảo Lộc. Hòa Thượng có một cái phương mối an, không cái an rồi đó, lúc mà thanh niên cùng xã hội, lúc mà tưởng làm cái tờ thanh niên cùng xã hội trước tới thập niên 60, thì ở trên cái phương quốc an, lúc mà thượng có cái an của thiền duyệt thất của ông Thanh Từ, lúc cũng ở trên đó, ông Thanh Văn, ông Từ Mẫn, thì lúc đó và thượng kể lại là lúc trên phương quốc an mà thượng có cái chụp đèn, cái đèn có cái chụp trên, mà thượng viết cho nó bốn chữ là dục an tắc an. Muốn yên thì nó yên. Cái chuyện đó là trong thành quá khứ rồi, mà hơn chiều hôm nay, trong buổi chiều mưa ở đất Mã La, Hòa Thượng chợt nhớ là cái chụp đèn năm xưa ở phương Bối An. Đó là chụp an tắc an. Nghe kìa không? Cái đó quan trọng lắm quý vị, là rất là quan trọng. Là do cái thái độ của mình thôi, do cái thái độ của mình. Thì ở đây hành giả tu tập trước niệm xứ là sao? Cũng trước sáu trần cảnh đó, mình có cái lòng vô chôn, mình bồn chồn á, thì khác, bản mình muốn yên thì yên. Thì trường hợp tôi cũng vậy. Nếu mà nói theo người đời bình thường á, thì mình sống bị ám ảnh bởi cái chết là chuyện không có nên. Đời sống nó sẽ u ám. Nhưng mà theo trong kinh Phật á, thì chính cái suy tưởng và cái trí nhớ về cái nỗi chết á, nó kèm mình rất là nhiều chuyện tinh thôi đi. Mà nó bậy một chỗ là trong văn hóa Việt Nam và văn hóa Tàu á, họ vốn dĩ họ kỵ cái gì mà nó phản phất cái xui, có hiểu không? Hôm nay mình tạo cái việc biết họ rất là kỹ số 4, bởi vì cái chữ tứ đọc nó giống như chữ tử. Và Tết là họ thích treo lên con cá, rồi cái chữ ngư trong tiếng Hán nó đọc tiếng Hoa hiện tại đọc giống như chữ dư. Và lộc là con nai, đọc giống như chữ lộc là phước lộc này. Rồi cái chữ phúc thì đọc giống như cái chữ bất, mà bất có nghĩa là con dơ. Cho nên hôm nay mình thấy trong cái văn hóa Tàu, ở trong mấy cái thiệp và mấy cái tranh hình con dơ đó, hiểu không? Thật ra con dơ nó là con vật cái ghê lắm, nhưng mà tại sao họ thích? Là bởi vì khi họ đọc chữ bất, bất là con dơ thì nó lại giống như đọc chữ phúc là phước, hiểu không? Lộc mà nai nó lại đọc nó giống như nó đọc cùng âm với lộc là phước lộc. Họ tin vậy đó, họ tin gì đó. Rồi chính vì cái chỗ mà họ quá tin vào cái tào lao đó, ám ám vào cái đầu của người Việt Nam mình ngại nghe cái gì mà
đó, nó hơi negative. Ví dụ như đi nghe pháp nghe nói đến tóc lông bóng răng da thì gân xương nó mình gớm, nó trời gì thế kia. Nói pháp mình phải nghe thơm ngát mùi trầm mùi sen, nói về cõi Phật hào quang thơm ngát mắt lòng gì đâu mà vô tu hành đâu mà nghe cái gì mà phấn nước tiểu tụi nó thấy ốm quá. Nhưng mà thật ra anh không thấy được sự thật thì anh tiếp tục bị ở tù. Nghe kịp không? Tôi nhớ một câu chuyện nó rất là thông minh mà tôi e rằng tôi kể đây cho một đám người. Có một cái anh đó, anh ở tù, ở trong bên Nhật, anh ở tù. Do đường xá xa xôi cho nên bạn bè thì có người muốn thăm mà không đi thăm được, có người thì cũng là biến thăm. Rồi đại khái nó cuối cùng là chẳng là ma nào đi thăm mình hết. Khi mà ra tù, tụi nhiên đám bạn nó kéo ủng ủng tới nó thăm. Rồi nó ai ngủ nó nói là trời tao mà biết mình là tao quen với ông kia là con thì ra rồi. Rồi bắt làm thằng nó nói tao muốn đi thăm mà vợ đẻ con đang là có chữa cho tao luôn. Trong đó ảnh nghe cho đã trong vườn anh ấy. Cảm ơn mấy anh có lòng thì kéo tôi. Nhưng mà thiệt ra mấy ngày trong tù nó thanh thản lắm. Bởi vì đối với tôi tù hay ông tù nó giống nhau. Mấy người bạn trừng mắt giờ mà họ sẽ nói cho kỳ vậy cảnh đó. Đối với tôi tù hay không tù nó chỉ khác nhau ở chỗ là khóa trong hay khóa ngoài và đứa nào giữ chìa khóa. Hiểu không? Mấy anh biết mà. Trước khi tôi vô tù tôi thường ở trong phòng tôi nhốt mình trong đúng không? Đúng rồi tôi nhớ ông đúng rồi tôi. Đó, ok. Khi tôi ở nhà tôi cũng ở trong căn phòng mà tôi khóa cửa lại, có điều tôi khóa bên trong. Và tôi là người giữ chìa khóa, đâu ai nói tôi là tù đâu. Thế mà có người đem tôi vào một chỗ khác, bỏ tôi vô căn phòng, khóa lại mà khóa ngoài và nói giữ chìa khóa. Thế là tôi bị gọi là tù, hiểu không? Đời sống nó là một cái thái độ. Cái chết cũng vậy. Cái chết mà trong cách nghĩ của mọi người nó là một cái gì đó tan tóc, đó là u ám, nó là đáng sợ, đó là điểm kết thúc, là điểm dừng, là dấu chấm của cuộc đời. Nhưng trong cái nhìn minh trí của Phật Pháp, trong cái nhìn của một hành giả, thì Phật đã dạy 26 thế kỷ trước. Nếu mà nó rốt ráo thì tất cả chúng ta đang chết trong từng phút, cái việc biết không? Thân và tâm chúng ta luôn luôn thay đổi sanh diệt. Từng tế bào, từng phân tử trong người chúng ta nó luôn luôn thay đổi sanh diệt. Chúng ta luôn luôn sống, đang sống bằng cái mới. Và cái cũ bị thay thế bằng cái mới, mà không có bị đâu cái gì đó. Chính vì không biết hoặc biết mà không nhớ, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng mình là một cái line, một đường thẳng vô tận. Lẽ là chúng ta phải hiểu nhưng mà rằng mình chỉ là những cái đất, tức là những cái chặt, đời sống chỉ là những dấu chấm, hiểu không? Chết không phải là sự kết thúc mà nó còn là điểm bắt đầu nữa. Và trong kinh dạy rất rõ, trong kinh dạy rất rõ những điều mà một người cận tử hấp hối nên nhớ. Một, cái chết mà ta đang sợ hãi đây thực ra nó đã diễn ra liên tục trong mấy chục năm qua. Thứ hai, bây giờ cái cục nợ này nó cũ xì xấu quá mà nó đau nhất, nó nặng nề, bỏ nó để lấy cái mới xài cũng tốt hơn nè. Hiểu. Cái thứ ba, đã có sanh ra thì phải có mất đi, đâu phải chuyện là phải chuyện đấy, có một mình đâu mà mọi người trong vũ trụ đều như vậy hết. Mà tại sao ta sẽ chết là bởi vì ta đã yêu mê cái sống. Mà tại sao cái yêu mê cái sống là vì ta hiểu lầm nó cho nên ta mới yêu nó. Bữa nay tôi hy vọng trong đời chúng ta chỉ cần ba người hiểu là tôi lấy vốn rồi. Tại sao ta sẽ chết là vì ta yêu sự sống. Mà tại sao ta yêu sự sống vì ta hiểu lầm, tưởng nó hay ho lắm. Hiểu không? Lẽ ra ta phải hiểu rằng có mặt ở đời là khổ. Mà chính vì mà tại sao không thấy được cái đó? Một là chúng ta không có trí, hai là có trí mà chúng ta thiếu niệm. Do thiếu niệm cho nên chúng ta không thường trực nhớ cái điều đó, hiểu không? Bây giờ mới hiểu tại sao trong kinh nó dạy mình thường xuyên thấy cuộc đời này nó không màu hồng để chỉ ta. Ngay lúc sống không thấy nó là màu hồng, để mai này không thấy cái chết là màu đen. Phải hiểu không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và tu tứ thiền xứ, tức là tu thiền quán, là để thấy cuộc đời này. Lúc đầu, cái này quan trọng, cái này sống lên người nè. Lúc đầu mới tu căn cơ thấp kém, trí tuệ hạn chế, ta còn xem kinh, nghe kinh bằng cái trình độ sơ cơ, ta thấy đời nó màu đen.
Thiên nhiên mà liên tục tu tập thì chúng ta sẽ không thấy nó đen hay nó, lúc chưa tu thấy nó màu hồng, tu rồi thấy nó đen thui, tu thêm bước nữa thấy nó không màu, bởi vì nó chỉ còn là mùi xương, mà mùi xương làm gì có màu, có phải cái hiểu không? Mặc dù nó nhiều quá mình gọi nó là màu trắng, nhưng mà nếu lấy từng cái li ti ra nó có màu không? Nước vốn không màu, hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên tôi đang nói trung bình thôi, nó cũng không thôi. Bây giờ có hiểu không? Có nghĩa là ngày chưa biết đạo ta thấy đời màu hồng, biết sơ cơ ta thấy đời màu đen, biết thêm chút nữa ta thấy đời là mù sương. Lúc bây giờ các màu nó không quan trọng nữa. Tôi đang nói chúng ta hiểu lầm. Chúng ta hồi ngày chưa biết đạo, chúng ta nghĩ đời là màu hồng, ta yêu đắm say mê nó. Tới lúc ta biết Phật pháp ba mớ rồi, ta hiểu lầm, ta tưởng là Phật bôi cho chét trấu nối sống cuộc đời. Không, học kỹ lại, tu kỹ lại chút. Phật không có nói đời này là đen hay trắng, đen hay là hồng. Phật không nói đời này là buồn hay vui rồi, Phật chỉ nói đời này là mù sương. Hiểu không? Đời này là nắm tuyết. Mà nếu nó là mù sương, nó là nắm tuyết thì lúc bây giờ nó là màu gì có quan trọng nữa không? Hả? Hiểu được hỏi không? Hiểu hỏi được. Khi nó đã là sương là khối thì nó là màu gì nó có quan trọng nữa. Xưa nay mình tưởng nó là cái khối kim cương, mình tưởng nó là cái cục đá, lúc đó màu nó quan trọng. Nhưng bây giờ nó chỉ là hình xương và bóng khối thì màu gì không còn quan trọng nữa. Hiểu không? Sẽ có một ngày quý vị thấy rằng buồn hay vui nó chỉ là sự thế chỗ cho nhau. Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự vắng mặt của đau khổ, và đau khổ chỉ đơn giản là sự vắng mặt của hạnh phúc. Hiểu không? Đêm nay Phật bắt đầu tôi nói toàn là những nhức đầu không đó. Thì tôi chỉ mong mỏi một điều rất là nhỏ, bà con có huệ căn nghe hiểu được. Giá mà bố trước tôi được nghe những lời này, đời tôi đã khác. Có điều tôi học nghe hơi trễ, ngày xưa tôi học đạo khô lắm, bắt tôi học tục lòng không, không ai ngồi mà rỉ rả mà thầm thì thủ thị thọ thẻ như hôm nay tôi làm với quý vị đâu. Mà hôm nay quý vị đơ cái mặt ra, quý vị nghĩ là tôi quăng tiền ra mua vé máy bay thì chùa tới ông làm giảng y chang như vậy, mở con mắt ra con mắt coi có phải vậy không, ai chịu cực với quý vị hay không. Quý vị đỏ này người ta cái mic không chịu thay mà ta vẫn kia chẳng rồi người ta không. Có bữa ly nước không có dĩa, không có đặt tay, ta đá ngủ ta uống. Nói ra nói trong tùi bạc. Nói thiệt vậy. Xa cái nghe là nhục biết như. Ta đang nói xấu Sydney. Cho nên đêm nay tôi ôn tới ôn luôn cho bà con nhớ lại tại sao mình phải học 12 duyên khởi, là để mình thấy rằng cái gọi là tôi của tôi nó được cấu tạo như vậy đó, nó được cấu tạo bằng bởi nhân duyên, bởi các điều kiện, ngoài nhân duyên ngoài điều kiện ra nó không còn là gì hết. We are nothing but relationship, chúng ta không là gì hết, chúng ta chỉ là những mối quan hệ thôi, có hiểu không? Đừng gọi là chồng là bởi vì có đứa nó chịu làm vợ, đừng gọi là vợ bởi vì có đứa nó chịu làm chồng, mai này hai đứa nó không chịu làm cái vai trò đó nữa, thế là người dưng. Mặc dù rồi ngày xưa trước khi tụi nó là vợ là chồng thì sao ta, nó là người dưng, nghe kiểu không, mà gió đâu gió mát sau lưng, dạ không, cứ nhớ người dưng thế này. Sau hai cái câu lục bát đó, nó lấy nhau, nó cưới nhau, nó về với nhau, ít bữa nó cãi nhau rồi trả nhận xé hôn thú, làm người dưng như cũ. Như vậy có nghĩa rằng ở đời này nó chỉ là những quan hệ xã hội, quy ước mặc định mà thôi. Có hiểu không? Đừng gọi là mẹ bởi vì có một đứa nó chung ra từ cái hình hài này, từ đó ta được tánh phong là mẹ. Có hiểu không? Tại sao có cái chuyện gia đình? Tiếng gia đình của Mỹ nó là family. Family có nghĩa là father and mother, I love you. Cộng lên có phải vậy không? Cái family đó. Sao đơ không hiểu? F-A-M là father, mother, I love you. Cộng là nó thành ra là family. Rồi tại sao có chữ news? News là tin tức. News tức là north, east, west, south. Có hiểu không? Tin tức nó chỉ là chuyện của bốn phương thôi. Trong tiếng Tàu, tại sao gọi là cổ? Cổ nghĩa là chữ thật, nằm trên chữ khẩu. Chuyện gì được truyền, được truyền tới truyền lui quá 10 đời được gọi là chuyện xưa. Phải hiểu không? Thế giới này nó chỉ là sự lắp ráp, không có gì lạ hết đó.
Giảng nó gì lạ. Cho nên chỉ vì các nhân tố, các điều kiện mà nó có cái này, cái kia, chúng ta không hiểu hoặc không nhớ cái nguyên tắc đó, cho nên chúng ta tưởng mình là cái gì đó hay ho ghê gớm. Hôm qua tôi nói rồi, các vị đó là thủ tướng, đó là hoàng hậu, bây giờ các vị quên thở 15 phút thì ai cũng không dám đụng đến quý vị, từ người thân ở nhà đó nó ôm chúng tỉnh cho nó cũng ớn, cũng đẩy ra. Tôi nhớ đó, tôi có vị đám tang với một vị thượng tọa, vị đó có tấm hình chút thiếu, tỉnh tỉnh suốt đời, tới lúc chết, trước khi chết, còn cười cái rồi mới chết mình, giỡn suốt. Thì vị đó đi đám tang thì giờ dự chung với nhau cái này. Thì có cái cô con gái đó cũ, lúc mà đẩy cái quan tài của má cổ vô trong cái lò, Việt Nam là có cái lò thủ công, cái thủ công bên này bấm nút còn bển là chất củi, bơm dầu rồi đậy nắp rồi châm lửa, không biết hả? Việt Nam là thủ công nó giống như nó quay heo, vậy đó. Mà có nhiều khi nó bỏ củi vô không có đủ á, cái nó chai không hết, nó phải đưa củi vô 2-3 lần nó mới hết. Mà đặc biệt tại sao tôi rằng bây giờ nó cái chỗ mà tôi đi học tiếng Phạn là nó ngay cái lò thiêu, cho nên nó là cứ vẫn quẩn hay ghé coi. Thì con người mình ngộ nó cháy cái cục này là cháy chậm nhất, nó cháy hết rồi đó, nhưng cái cục mấy cái bị dầu mỡ nó nhiều mà nó solid á, massive, nó một cục giống như cục cao su nó cháy hoài mới hết. Mà đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, khi cái hờ không, bây giờ thiêu lò điện mình không thấy, nhưng thiêu lò củi mình mới thấy, đó là khi nó cháy được một nỗi thì cái nắp hòm á nó cong, nó bung ra cái xác mà cái gân nó rút đặt bật vậy, sẽ đặt bật vậy, cho nên nhìn thấy ghê thật, nó nhìn nó rất là khoa học đấy. Cái gân nó rút là nó cháy, nó cháy được cái cục nguyên, cái cục nguyên cái hũ chao này cháy chậm nhất. Rồi đem cái cục mà hồi sáng độ duyên dáng má phánh môi son có hồi vô trong đó, em nào cũng như em đây, Thúy Kiều thì nở y chang, ở xa thì tưởng Chí Phèo, tưởng Thúy Kiều là gần không biết người yêu Chí Phèo, vô trong đó nó y chang, nó mới khác nhau cái gì hết, mà nó đẹp bằng trời, mà lửa mà nó liếm qua thì 5 phút rồi đứa nào nó thấy nó như bao công vậy đó, chỉ thiếu một phần trăng nữa thôi, nó bạc lắm. Mà nó cháy coi như tùy củi và than nó có nhiều hay không, nếu mà nó nhiều là nó cháy mau, lửa mạnh cháy mau, nó cháy xong để tên là cái vàng ở dưới là nguyên cái gì thì nó cháy xong xuôi hết thì xương nó rớt xuống, thì gia đình mới ra kiều kiều với chính khóc đi vậy. Thì cái việc tôi đi tụng đám của cô gái cũng khóc, cũng khóc, cũng nhào lên, nhào cũng xỉu lên xỉu xuống, thì còn cứ lúc người ta đẩy quan tài vô cũng chạy theo, cũng muốn đi theo luôn á. Thì gia đình mới cản cái ông thượng đoạn đó. Ông tính bơm nó muốn đi thì cho nó đi luôn. Vừa nghe như vậy là cũng nhào cái ao ra ngoài cũng. Thì ra hồi nãy là phải khóc phải diện. Xỉu là diện. Nhào theo là diễn mà nó mà ngỏng nó không có cười. Cũng muốn đi thì cho nó đi luôn. Thì vừa nghe nó xong rồi bắt cái ao ra ngoài, cũng gà đứa với em đập đập cái mét một giờ. Để người thấy nó bạc, cho nên khi mà nó tắt thở rồi đó là coi như gia đình đang hỗn loạn thêm sao. Một chị này nó thành nước Mỹ, có một vị thượng tọa đó là đi đám tang này, sáng tụng chầu, chiều tối tụng chầu, thì cái đêm đó vị đó tụng xong chưa rồi cũng chào tang gia, cứ bị ở lại khỏe, ngồi lái xe cẩn thận nha, bây giờ chúng tôi về trước. Vị đó chào xong, vị đó đi ra mà bạch kiên lái xe về chùa, thì gia đình đi theo tiễn. Thì bị nó được rồi, biết gì đã vô đi, để cho người ta kêu tối rồi, để đưa chúng tôi về được rồi. Mà gia đình nó dài đó, đưa từ chúng tôi để tiễn chúng tôi ra ngoài xe. Cái sau đi ra tới mặt bạc ba kia nó xa lắm, mà trời gió lạnh dữ lắm, bữa đêm nó lạnh tối thúi vậy. Cái vị chúng tôi đó đi ra xe chung với mấy sư như vậy. Mà gia đình cứ đi theo, cái vị nó mới quay lại, cái gì đi vô đi. Lúc đó có một cái cử, một cái cô mà dạng cái nó tiền chế đầy tụi con nó không dám vô. Là hồi nãy nó không có phải nó tiện mà nó tèo. Thì vị thượng tọa đó không có tên vị đó. Sợ là sao? Nó giờ bỏ quên cái giỏ sách mà không dám vô lại. Khiếp chưa? Mà hồi nãy nó khóc nó nhào tới nhào luôn má ơi bà ơi. Nó hồi bỏ quên cái túi Gucci Chanel gì đó, bây giờ nó không dám đổ vô. Ông thượng tọa phải dắt nguyên một cái đòn nguyên để mà lấy gì họ.
Tôi nói không phải để cho các vị cười nghiêm lại, để cho các vị thấy cái đời nó bạc bẽo, nó mỉa mai, nó phủ vàng, lúc nào thở nào đầu gối tay áp kề vai cửa má, tắt thở rồi nó lạnh chân sống ở ý bà. Rồi một cái bà cụ bây giờ ở bên Houston còn sống đến nay 90 rồi, cả đời bà nói tôi phải đời con chỉ một tâm sự duy nhất thôi, sợ mẹ. Cái điều mà con sợ không phải là cái chết, mà con sợ con chết rồi nó để con trong mình. Tôi nói cô ơi, lúc đó người ta sợ con kịp chứ còn mà con đã mà 8 mấy tuổi mà bà nói hồn nhiên dễ sợ. Bà nói cái chết con không có sợ, bởi vì có sanh là có tử, Phật dạy rồi, có sanh là có tử, biết hết, có sanh là phải có diệt, cái chuyện nó bình thường lắm. Chỉ có ngại cái trong kinh không có nói, đó là bị nặng mình nó hơi teo. Bây giờ bà đang lo bên Mỹ đó, bà đang lo là chết rồi nằm trong đó một mình. À, bây giờ tôi quay lên là mọi thứ ở đời là do duyên. Một nụ cười, mình nghĩ rằng môi của mình, răng của mình, miệng của mình muốn cười mình cười sai bét. Mọi sự mới ok mình mới cười được, hiểu không? Hiểu không? Dạ, yeah. Nhiều người khi tôi nói đi, một nụ cười cũng phải nhờ gì nhân duyên, cái cô nói cái gì dữ vậy thầy. Mình muốn cười nên là mình cười. Nên tôi nói cô check phone lên, chỉ cần có một cái email mình nhắn tin gì đó rồi chẳng những nó không cười nó còn khóc nữa, hiểu không? Nhức đầu, nhức răng, sổ mũi, chóng mặt, tiêu chảy của mình, rồi những cái chuyện đó xảy ra cho người thân, rồi nợ nần thù quán, pháp luật, tiếng xấu, tin đồn, tất cả những cái đó, những cái nào nó cũng đều cho mình không cười nổi. Tin tôi đi, cười không nổi, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt thôi. Thế như các bạn đó, chồng có làm thầy thuốc bắc, thầy thuốc bắc bữa đó ngày ông chồng đi bán chặn là ở nhà ai mà tới hốt thuốc xem mặt trong thì nó chờ tôi về, còn nếu chờ được thì kêu đi địa chỉ số phone email Viber được rồi. Thì bà đi một lát, đi lát mấy tiếng sau về không có ai kiếm, mà mình thấy ôi cũng có cách quen không, thì cứ coi lật sổ ra đưa thuốc thôi. À có quên, có bà đó thấy lạ rồi tôi cũng coi mặt rồi, hỏi bệnh bả rồi tôi có cho thuốc ông có bà biết cái gì mà cho nó. Ôi tôi vợ ông là dễ bà bị coi như bà bị tiêu bị ho đó, bà cho thuốc gì? Nó cho bà uống thuốc sổ, bà không dám ho nữa. Thì trường hợp đó là trường hợp đặc biệt thôi, thì hiểu tại sao ông không dám ho không? Ho là bị lost control. Hiểu rồi, hiểu rồi, không hiểu. Ok, có nghĩa là mọi sự ở đời đều do nhân duyên hết. Khi mình hiểu mọi sự là do nhân duyên thì nó có ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất là mình sẽ sống trách nhiệm hơn, hiểu không? Có nghĩa là mình hiểu rằng mọi chuyện nhỏ nhất trong đời sống mình nó đều là cái cớ để bắt đầu cho vô vàn những chuyện khác, cho nên mình sống rất cẩn trọng. Thứ hai, khi mình hiểu mọi sự nó là do duyên tạo đó, thì mình sẽ có một cái sự cởi mở. Thay giờ đó mình thương, mình ghét cái này cái kia, bây giờ biết tất cả là đồ lắp ráp không mà, nghe kịp không? Thì bây giờ thứ nhất đó là chúng ta sống có trách nhiệm hơn. Cái lợi thứ hai đó là chúng ta buông bỏ. Cái lợi thứ ba đó là gì ta? Cái lợi thứ ba đó là sống an lạc, nghe kìa không? Thể mà buông bỏ được thì tự nhiên, bởi vì khi mà chúng ta an lạc, khi mà chúng ta buông được, chúng ta hiểu gì? Ồ, thì ra đến giờ đó, đến giờ mình khổ là tại vì thích cái này, ghét cái kia, tên tôi khổ là do thích và ghét, mà tại vì mình không có chánh niệm, không có trí tuệ, cho nên mình không có nghĩ ra được cái chuyện rất đơn giản đó. Tôi nhắc lại, xưa nay ta khổ là vì ta thích cái này, ghét cái kia. Thích không được là khổ, ghét mà tránh không được cũng là khổ. Cái ghét đây nó bao gồm cái gì ta? Ghét đây không phải chỉ là con người mà là còn những sự việc, sự vật. Ví dụ như nóng quá cũng là cái mình ghét, đúng không? Ngứa mà gãi không được, ngứa mà gãi không được. Rồi người rất là cũng ngứa mà gặp hoài, cái âm thanh nó ồn quá, cái mùi nó khó ngửi quá, cái chỗ ngồi đó nó cắn nó không có êm, nằm ngủ mà nó nịnh, nó ngứa, vân vân.
thì tất cả những cái đó đều gọi chung là tỉnh cái khổ nha. Mà xưa giờ tại sao mình thấy cái đó là ngọt, cái đó là đắng, là bởi vì mình không hiểu được cái lý nhân duyên. Nếu mình hiểu được lý nhân duyên, mình sẽ thấy rằng sở dĩ ta thích ta ghét cái đó là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tôi nói không còn nhớ đó không? Nó không có gì ghê gớm á. Thằng Nhật nó ăn cái món đó tại vì nó là người Nhật, nó thấy cái đó ngon. Người Tàu họ ăn cái món tàu hủ thúi, họ thấy nó ngon bởi vì họ là người Tàu. Chính cái nghiệp quá khứ nó đẩy cho họ làm người Tàu, chính cái nghiệp quá khứ nó đẩy cho họ làm người Campuchia để ăn món của họ, chỉ vậy thôi, hiểu không? Chính cái nghiệp nó đẩy cho họ làm cái con gì đó gì ăn cỏ, chính cái tiền nghiệp nó đẩy cho họ làm cái con ăn thịt sống uống máu tươi, hiểu không? Chính vì cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào cái môi trường sống đó, chính được cộng với cái khuynh hướng tâm lý cộng với cái môi trường hiện tại khiến cho chúng ta thích cái này và ghét cái kia. Từ thích ghét nó mới ra cái đau khổ và hạnh phúc, có hiểu không? Hiểu không? Như vậy thì tôi biết các vị lâu lâu nghe làm thì chẳng có thấm, nhưng mà nếu các vị có huệ căn sau cái thời gian này, sau cái buổi giảng này, sau khi tôi đã rời Úc rồi, thường xuyên sống trong cái tâm niệm như vậy, cứ nhớ cái này, tất cả khổ của ta đều đi ra từ thích và ghét. Mà thích và ghét nó chỉ là những giá trị mặc định, ước lệ, không phải là những hằng số bất biến. Nó rất là tương đối, hiểu không? Tức là cũng cái món đồ đó, cũng con người đó, nhưng mà vào một thời điểm khác, một cái bối cảnh khác, mình không có thích nữa, hiểu không? Nhưng mà cũng món đồ đó, mà vào một bối cảnh khác và một cái môi trường khác, mình sẽ rất là thích nó. Có nghĩa là những cái mình thích và ghét nó rất là tương đối lắm quý vị nha. Năm nay tôi 50 tuổi, tôi chỉ nhìn lại một số chuyện, một số người, một số vật, một số nơi chốn, tôi thấy buồn cười cho tôi. Tại sao ngày trước tôi lại ghét cái đó như vậy, tại sao hồi đó tôi lại thích cái đó như vậy, hiểu không? Đi theo năm tháng tuổi đời thay đổi, tình trạng sức khỏe thay đổi, cái kinh nghiệm sống, cái khả năng nhận thức của mình nó thay đổi, cho nên cái cảm nhận của mình đối với thế giới nó cũng thay đổi. Tất cả chỉ là mùa xương thôi quý vị, chỉ là mùa xương. Tại chẳng qua chúng ta sống thất niệm, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có dùng trí tuệ để suy tư, cho nên chúng ta cứ thường xuyên sống theo lối mòn. Tôi biết tôi nói cái này rất là nặng, bởi tôi nói rồi, chỉ có trâu quen ngõ, chó quen đường, ngựa quen đường cũ, chỉ còn cái loài động vật cấp thấp nó mới cả đời sống theo lối mòn. Còn chúng ta là con người, chúng ta không biết thoát khỏi lối mòn, hiểu không? Cái sợ nhất là gì? Là lối mòn. Có nghĩa là xưa sao giờ vậy, không có gan nhảy ra. Nhảy ra cô đơn mà nó có giải mạo hiểm lắm. Thôi cứ theo lối cũ mình đi, cho nó chắc ăn, cho nó làm. Cứ như vậy hết thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi nhìn tôi ngán quá đi. Có cái câu mà ta tưởng là hay, ví dụ như là trai lớn lấy vợ, gái lớn có chồng rồi đó, nghe lớn quá. Mà khi Âu Mỹ nó không phải như vậy, nếu mà nó thấy đập than tượng thì nó đập than, thậm chí cái gì cũng đất quá thì làm như nó bình thường, còn mình không có được. Mình thì coi như là gái mà không chồng mà lại có con là không được, hoặc là gái lớn mà không có chồng là không được. Trai cây đập không trái, gái đập không con, nó chồng không con là cũng không được. Nói chung nó quá nhiều cái mà cổ luận sĩ trong cái cách nghĩ xã hội, rồi văn hóa, rồi truyền thống tập tục, chính những cái đó nó tạo ra những cái lối mòn cho mình. Tới lúc biết Phật pháp, tới lúc biết được đạo Chúa, đạo Hồi, biết được tôn giáo, thì từ cái quan điểm văn hóa xã hội là đã một đống lối mòn để mình đi theo. Tới hồi mà theo đạo lại là đi theo một đống lối mòn nữa, hiểu không? Cho phép tôi nói một cái câu mà dễ bị chém nhất tôi vẫn nói, bởi vì tôi hy sinh cho cái đám mạng cho Sydney mà. Có cái gì chán trường cho bằng, tôi nói chuyện chậm. Có cái gì nó bậy cho bằng, tôi nói mòn. Mình buồn, mình đi chùa, hoặc là má đi chùa, bà ngoại đi chùa, thế là mình đi chùa. Cái gì đó tôi không nói, phải có cái gì sao mới nói. Đi vô chùa, sư phụ dạy niệm Phật, trong khi mình không được học giáo lý, hiểu không? Không biết Phật là cái gì mà cứ nói Nam mô Như Thích Ca Mâu Ni, những niệm hoài, không được học giáo lý hết đời này sang đời khác. Đi chùa được cái pháp danh nè, biết được hai ba câu niệm Phật nè, có được cái áo lam nè, pháp danh nè, rồi có cái áo, rồi có được sâu chuỗi, rồi cứ về cái đêm nào cũng niệm hoài. Còn khá khá thì có cái cuốn kinh Pháp Hoa, cứ đem chơi cho bẩm,
mà nó cũng không hiểu gì hết, nó đọc qua mình chưa kể pháp quan còn đỡ, còn ba cái đọc chúng cái ghê lên đi ca là nó hất ra đá vô gì mà đọc qua. Tôi không có ý bôi bác tôi, mà có cái ý vậy tôi vừa là cái thằng hèn, mà vừa là cái thằng tồi, mà vừa là cái thằng mạo phạm thánh thần, tôi không có dám đó. Mà tôi chỉ trách một chỗ là đừng có theo lối mòn, đọc không hiểu, mà cứ theo mà bao nhiêu cái vấn đề của mình vẫn còn đầy cái đó không được giải quyết. Khổ vì tình cảm, khổ vì tiền bạc, khổ vì sức khỏe, khổ vì bao nhiêu trăn trở nhân sinh giải quyết không được. Mà tới ngày cái ăn là cứ vậy mà cứ cho đây là một cái lối thoát mà quên rằng đó là cái lối mòn. Có thể nghe kịp không? Một ông hoàng bỏ hết mọi thứ đi tu, trải qua bao nhiêu khổ ải, cuối cùng trở thành một vị Phật dưới gốc Bồ Đề. Cái tinh hoa trí tuệ, cái tinh hoa tuệ giác của một vị Phật không có tầm thường, không có rẻ tiền đến mức mà để lại cho đời một cái kiểu tu hành mà nó quái gở như vậy, hiểu không? Một cái ông hoàng bỏ ngôi đi tu, năm hai mươi mấy tuổi, vợ đẹp con ngoan tưởng sao thành Phật tiên rúng động, cuối cùng chết là để là của bác môn rồi. Mà bao nhiêu thế hệ không chịu bắn cái con mắt ra để mà nhìn, cứ theo cái con đường xưa em đi, mà cứ ai nói là giận mới ghê chứ, là nó chạm vào cái thanh trì tự ngã của mình, có dám nói mình ngu, mình chỉ có khờ thôi mà cứ đụng tới là giận. Mà trường hợp nó có rất nhiều. Cái mà tôi sợ nhất là gì, hôm qua tôi có nói rồi, một người có một cái não trạng bình thường, hấp thụ một cái nền giáo dục bình thường, đã thấy bất nhẫn, đã thấy không cam tâm khi mà thấy con thú nó bị xiềng, con chim nó bị nhốt, con cá nó bị bỏ vô bồn, mình nhìn mình đã không cam tâm, hiểu không? Vậy mà mình lại tự xiềng bị nhốt, mà mình không có hay nhốt bởi cái gì? Nhốt bởi những quan điểm chính trị, đạo đức, tôn giáo, ghê chứ. Cái đó đau lắm quý vị. Tự nhiên mình đang tự do trời cao đất rộng, tự nhiên cái mình bị ràng buộc bởi một cái hệ thống chính trị, một ý tưởng tôn giáo, một cái lý tưởng quái gở nào đó, cả đời không có dám đi ra ngoài cái lề thổ đó, cứ theo một hướng mà đi. Tôi nhìn thấy con ngựa mà nó bị che hai bên này, tôi nói chắc chị Trương nó cũng là mấy cái người mà giống chừng chịch ni vậy đó. Tức là không có dám đi ra ngoài, mà cứ nghĩ cái một chiều cái này mà nó khổ lắm. Mà cái này mới hẳn nè, mẹ sanh mình ra tay chân thoải mái, không có ai giam nhốt, lớn lên đi học đạo, học đời, học triết, học chính trị, bần một phát mỗi đứa giờ cái chân của dì xiềng, mà lại thấy mát mẻ, thấy thoải mái, thấy an toàn với cái dì xiềng đó, dì chân mình đó. Cam tâm hay không? Lần này tôi về Úc, tôi đem cái mạng tôi ra để tôi hoàn pháp. Tại sao tôi nói ghê lắm như vậy? Là bởi vì họ thụ mình dữ lắm. Tại đây tôi nghe cái mùi tử khí nó nồng nặc chung quanh mà tôi vẫn nói. Bởi vì cái người thương tôi sẽ không có gì. Bởi vì hôm nay có thể tôi chọc cười quý vị được, nhưng mà khi tôi đi rồi đó, các vị sẽ hận là tại sao cười khi nó chửi cha mình. Mà thật ra không có phải. Tôi được cái gì khi mà tôi chọc cho các vị giận? Tôi nghĩ kỹ đi, tôi muốn mua lòng quý vị tôi phải nói cho quý vị vui chứ, là bên thông minh dùm một tí. Nếu mà muốn mua lòng bà con, tôi khen trời ơi tốt quá, coi như là đêm nay mình đêm cuối tuần lẽ ra là ở nhà đánh bài bạc ăn uống nhộn nhẹt, mà bà con cái hy sinh giờ rất có đây trời ơi toàn là những vị nhục thân bồ tát đời mà phát biểu đại diện cho chúng sanh mà cuối đầu cái nữa. Tôi nói bà con vui, tôi thổi phồng cái to của bà con lên, nó sướng biết bao nhiêu. Nhưng mà không, tôi đè nó có chữ tập thể. Là tại sao? Là bởi vì khi tôi mong rằng khi tôi đi rồi, bà con nhớ ra hình như mình có con mắt để nhìn, có cái này để suy nghĩ. Cái cục này không phải chỉ để đợi nó. Yeah, cái này không chỉ để đợi nó, mà nó còn dùng để mà. Cho nên chúng ta nhớ những cái này. Lửa nó có nhiều công dụng lắm, sưởi ấm, thắp sáng, nấu chín thức ăn. Nhưng mà lửa cũng có thể dùng nó để đốt nhà, đốt người. Vấn đề là mình dùng cái gì. Con đường luân hồi là do chính mình. Cái ngọn lửa đốt nhà hay là ngọn lửa sôi sáng và sưởi ấm là do mình.
mình dùng sáu căn này để làm việc gì, cái đó mới là chuyện quan trọng. Và chúng ta tu tập tứ niệm xứ là sao? Là chúng ta làm theo một cái lời nói trong kinh: con đường ra rừng cũng chính là con đường vào rừng. Có hiểu không ta? Vấn đề là ta quay lưng về phía nào? Hả? Có hiểu không? Xưa giờ chúng ta đắm đuối đê mê trong sáu trần, thích cái này ghét cái kia. Bây giờ biết Phật pháp rồi, thấy, biết là thấy, nghe chỉ là nghe, biết rằng mọi thứ vô ngã vô thường, mọi thứ do duyên mà có rồi phải bị mất, không có tiếp tục thích và ghét như xưa mình bước. Nghe kịp không? Thì dĩ nhiên cái này nói thì nghe nó êm, nhưng mà làm rất là khó, nhưng phải tập. Các vị, tôi nói cái này các vị thử về gác chân lên trán nghĩ là có phải không? Nếu bây giờ các vị sống chánh niệm, làm gì biết cái nấy, trong vòng 3 tháng mà chữa được ung thư, các vị có tu không? Sao mà dám trả lời vậy? Bây giờ ung thư kỳ cuối nè, mà bao nhiêu bác sĩ lừng danh nhất thế giới đều công nhận đi đứng nằm ngồi tiêu đang nói làm gì biết không? Tôi tin chắc được đó. Nhưng mà tại sao khi mà nghe các vị thiền sư mở kêu gọi mình sống chánh niệm mình lại không có làm đúng? Là bởi vì sao? Bởi vì đối với mình cái chuyện sanh tử nó không có ghê gớm bằng cái ung thư. Khi mình nghĩ tới đó mình thấy mình có vấn đề, đúng không? Và như mà hôm tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện. Một cái thằng đệ tử nó hỏi sư phụ về chuyện xưa nay, thấy người ta do yêu tình yêu nam nữ mà người ta tự tử, chứ không thấy ai do cái tình yêu bác ái mà tự tử hết, tại sao vậy? Thì anh thầy nói bởi vì đối với nhiều người, đối với tất cả chúng sanh phàm phu, cái người tình nó quan trọng hơn tình người. Có hiểu được hai chữ này không? Cho nên ta toàn là tự tử vì tình chứ không ai mà tự tử vì làm bác ác đó. Tôi thương trẻ em mồ côi, tôi thương mấy người cù, tôi thương mấy cụ già, tôi thương quá tôi tự tử. Mà tôi tự tử là vì tôi thương con lan, con cúc, con yến, con đào mà nó không thèm nhìn. Tôi thương mà em đâu có hay, mà em hay em cũng không thèm thương, thế là hiểu. Điều đó cho thấy rằng thì là xưa nay đa phần chúng ta toàn là chết cho cái xấu, chứ không ai dám chết thì cái lầm thất cảnh tu hành cũng vậy. Chỉ vì cứu lấy cái mạng mấy chục kilo này, 3 tháng trời sống chánh niệm, chúng ta sẵn sàng là ăn kiêng trầu trôi, ăn kiêng không? Ăn kiêng rồi chạy bộ, rồi uống thuốc, rồi khi mô, lũ trò phát triển gì lúc nào. Vậy chứ cái cần nói tu để mà dứt phiền não, không còn sanh tử, nó ngáp rát miệng luôn, không có thèm nghe. Là bởi vì sao? Là bởi vì lúc đó mình mới hiểu, ồ, thì ra cái chuyện luân hồi, chuyện tu hành, chuyện giải thoát, chuyện tại sao nó nói nhẹ như là. Mà tại sao vậy? Thì tôi đã nói rồi, thánh nhân họ hiểu rõ cái điều họ tin, cho nên họ tin chết bỏ cái điều họ hiểu. Còn mình không tin, không hiểu lắm cái điều mình tin, nên mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Hiểu không? Và chính cái điểm khác biệt này nó mới khiến cho thánh nhân một đời, cả đời sống cực đẹp. Bởi vì họ sống như là họ hiểu, còn mình thì sao? Mình không hiểu lắm cái điều mình tin, và mình không tin lắm cái điều mình hiểu, cho nên giờ thì cũng tu mà tu yếu xìu. Đúng là cũng tu, cũng gõ lắm, có lan can, cũng áo lam, rồi cũng lại, cũng mắt, cũng liên. Nhưng mà nó gian, cái gì cái mặt lưỡi nó gian rồi. Nó tu nhưng mà phải chờ mà bị thúc gậy vào lưng nó mới tu tiếp. Có hiểu thúc gậy không? Có nghĩa là nó bị bác sĩ phán là bị cái gì đó, bắt đầu nó mới biết teo. Còn bác sĩ cứ khen, cụ tốt quá. Trời ơi, 70 mà biết áp vậy, lượng đường cũng vậy là hay quá. Là nghe như vậy là tiếp tục phê được. Trăm đốt thì nó đốt, thì nó cháy, thì mấy thiên thần đi bên cạnh nó hỏi thánh à. Thưa thánh vậy chứ tại sao tờ 100 ở dưới người ta quý lắm, mà tại sao thánh lại đốt, còn tờ 1 đồng thánh lại trân quý đem vào bên trong thiên đường, mới bị dễ với cõi trần. Cái số 100 mà đi vô nhà thờ ít lắm, toàn là ăn đồng không mà, cho nên mấy chùa cũng vậy, cái ba cái tiền cắt á, nó đi vô chùa nhiều hơn tiền chẳng. Cho nên mấy cái tờ tiền nhỏ nhỏ đó, nó đi vô chùa nhà thờ thường theo tụi nó đáng từ thanh lên thiên đường. Trong chùa chưa có tiền lớn á, tôi đi thuyết pháp mà thử cho bỏ ra toàn 5 đồng không rồi. Cho nên tôi thường khi mỗi đêm tôi tụng kinh á, tôi chúc phúc một chút toàn cái tiền nhỏ, không còn cái tờ 100 lâu lâu mới thấy một lần.
Nói đùa thôi. Ok, hiểu không? Không hiểu, ok. Mình tu tập tứ niệm xứ. Cái nào không hiểu cho qua đi. Mai về nó hiểu. Mình tu tập tứ niệm xứ là gì? Là mình làm chủ được cái nhân quả. Có hiểu làm chủ nhân quả không? Có nghĩa là do nghiệp thiện ác đời trước nên nay ta có thân này là quả của thiện ác đời trước. Và nếu ta không tu thì tiếp tục ta lấy thân này, nó là quả của đời trước nhưng nó lại làm nhân cho cái thân sau. Còn khi ta tu hành thì ta lấy cái quả này làm điểm dừng không cho đi nữa, hiểu không? Như vậy được gọi là làm chủ nhân quả, hiểu không? Còn nếu không là cứ vì cục thịt này nè, vì sáu căn này nè, làm đủ cái chuyện tội ác hết. Một là trình bị trừng trị ngay đời này, còn hai nữa là chết rồi là bị xuống. Còn khá hơn một chút, vì cái cục này nè, làm các điều lành để có mốc xanh, để các cõi vui hưởng cho thả xong rồi rớt cái bầm trời xuống. Còn nhớ bài thơ con mũi đọc hôm trước không? Vì mày, bài thơ con mũi, vì mày tao phải đập tao, vì tao tao phải đập mày, vì mày tao đập cả mày lẫn tao, mà vì tao tao đập cả tao lẫn mày. Bài thơ nó nghe rất là thường nhưng mà nó rất là sắc. Tức là vì con mũi mà phải đánh ảnh, mà vì ảnh mà phải đánh con mũi, nghe kịp không? Thì khi chúng ta có sáu căn cũng như vậy, vì chiều chuộng sáu căn mà chúng ta làm bao nhiêu cái bậy. Có tin cái đó không? Vì một chai nước hoa, vì một thổi son, vì một bộ áo đẹp đắt tiền, vì một cái vỏ sắt, vì một cảm giác tình yêu nam tử vân vân, chúng ta làm tiếp bao nhiêu chuyện tạo ảo. Giống như là vì này tôi phải đập tao đó, tức là vì chạy theo cái cảm giác này mà mình cắm cái đầu vào cái hố xong tội lỗi mình không biết. Cái đó quan trọng lắm. Nhưng mà đối với một người hành giả tu tứ niệm xứ thì không như vậy. Mấy người ở cuối có nghe rõ không? Không biết có nghe rõ không? Không có nghe tiếng ngáy từ dưới. Thì á là tất cả chúng ta là tu tứ niệm xứ có mấy cái lợi sau đây. Thứ nhất, tu tứ niệm xứ tức là chúng ta sống chậm lại. Chậm ở đây không phải nghĩa theo cái nghĩa chậm là nghĩa nhanh chậm thời gian, mà chậm lại tại đây có nghĩa là trước đây trong cùng một lúc ta làm rất là nhiều việc, còn bây giờ trong mỗi lúc ta chỉ làm có một việc thôi, thì đó được gọi là chậm. Hiểu không? Hiểu không ta? Mỗi lúc là một việc là sao? Đó là làm cái gì biết cái nấy, thì đó được gọi là mỗi lúc là một việc. Ở giờ trước mình vừa ăn vừa nói phôn. Rồi vừa ăn thì nó phải suy nghĩ tùm lum, còn bây giờ thì không, ăn là để toàn vẹn tâm trí một cách trọn vẹn vào cái chuyện ăn, hiểu không? Rồi rửa mặt nhớ rất rõ, buổi sáng từ nằm trên giường mà đang ngủ ngon mình thức dậy, lúc giật mình là biết liền, biết là mình vừa thức giấc, biết liền. Lúc đó mình chợt nhớ đến cái chuyện gì mà làm mình bực mình biết rồi mình đang nổi giận, hiểu không? Gọi là mình vừa giật mình thức dậy là mình biết mình vừa thức giấc. Ở bên cạnh nó có cái chuyện gì nó làm cho mình vui, bữa nay mình có cái hẹn mình vui, thì lúc mình chuyện nhớ biết liền, mình đang vui. Tôi biết ở đây có nhiều người Phật tử Phật tông không có quen với nó, nghe nó rất là kỳ. Thì cái pháp tu gì mình ngớ ngẩn, nhưng mà thử đi, sống hết mình, sống tận tuyệt với chánh niệm một ngày sẽ thấy nó hay kinh dị, thực hiện lắm. Tức có nghĩa là về tâm lý đó, suy nghĩ và cảm xúc nào đi qua mình đều ghi nhận. Và những hoạt động lớn bé của tay chân cũng đều phải được ghi nhận. Biết rằng mình bực mình, biết. Bây giờ biết rằng mình có cái ý muốn đi toilet, biết rõ mình muốn, mình đang muốn đi toilet. Bỏ cái chân xuống, biết rõ mình đang bỏ chân xuống, mình bước đi, biết mình đang bước đi. Mình thò tay, mình chạm cái công tắc đèn, biết rõ, biết mình đang switch on cái đèn, mình biết. Biết rõ mình đang vặn cái nắm cửa, biết. Biết mình đang xả nước, biết mình đang rửa mặt, biết mình đánh răng, biết mình đang lau mặt, biết mình máng cái khăn lên, biết mình xoay người, biết mình bước đi, biết mình khép cửa lại. Hiểu không? Tôi kể ra từng cái chi tiết như vậy mà con nghe nó nhức đầu, nhưng mà hiểu không? Có nghĩa là làm cái gì biết rõ, thử đi một ngày không chết thằng tay nào cũng tốn tiền. Thử một ngày đi. Nó cũng giống như một cái người mà chưa từng chạy bộ đó,
chưa từng ăn kiêng, họ không có tin rằng vận động cơ thể và ăn kiêng nó lợi ích như thế nào, họ hình dung không có ra. Đó giờ họ chỉ biết là chích thuốc bổ, uống thuốc bổ, ăn đồ bổ thì nó mới khỏe, họ tưởng như vậy, nhưng họ không có biết rằng chạy bộ, ăn kiêng, chỉ sử dụng rau quả, hạn chế thịt đỏ, red meat nó khỏe. Mà có điều những cái đó nó nằm ngoài cái tưởng tượng của họ, nghe kịp không? Thế là họ không chịu làm. Các vị thử đi, sống chánh niệm một ngày đi. Người ta nói là be mindfulness even if your mind is full. Hiểu không? Cứ liên tục sống chánh niệm, ngay cả khi cái đầu óc mình đầy ắp chuyện này chuyện kia, nhớ cái đó. Đó là sơ cơ đó, còn sâu một chút. Khi có điều kiện ngồi yên hoặc nằm yên, thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, chỉ quan sát, không điều khiển, không can thiệp. Tôi nói có hiểu không? Cứ để hơi thở nó vào hết, hết mức, từ tự động nó có nhu cầu đẩy ra. Nó ra hết mức tự động nó có nhu cầu nó hít vào. Nó vào hết mức tự nhiên nó có nhu cầu nó đẩy ra. Đừng có can thiệp gì hết, cứ để. Đó là dành cho mấy người dễ, còn người khó. Khi họ theo dõi như vậy nó dễ bị lăng xăng lắm. Thì có cái cách chữa cho người đó. Theo dõi hơi thở ra, biết ra và biết vào, mà nó lăng xăng thì có cách chữa cách này. Đây trong kinh dạy. Một cách tự nhiên để cho tự hết chứ mình hết nha. Tự động nó vô rồi nó ra đêm 1, nó vô nó ra đêm 2, nghe kịp không? Nó vô nó ra đêm 3, cứ như vậy cho tới 5. Nó vô nó ra đêm 5. Rồi, bây giờ đó là thân 1, bây giờ qua tới thân 2 nè. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cho đến hít vô thở ra đếm 6. Hiểu không ta? Mỗi một cái lượt, mỗi một cái thân như vậy là thêm 1. Thì minimum là 5 và maximum là 10. Tổng cộng lại là 6 thân, hiểu không? Yeah. Thì cứ, mà cái này nó có lợi lắm. Người hữu duyên, họ theo cái đó tâm họ nó định mạnh vô cùng. Còn người kém hước, tối thiểu cũng nhờ vậy ngủ ngon hơn. Hiếm em nào mà qua được tới cái tour thứ 6 trở thứ 5 là nó đã đi về xứ rồi. Coi mà hiểu không? Dạ. Tốt vô cùng. Thế cơ thở ra đêm 1, chưa thở ra đêm 2, chưa thở ra đêm 3. Và chắc chắn có những người ngồi đây thắc mắc tại sao nãy giờ bài đã tổ là chuyện kỳ cục không à. Cái chuyện thứ nhất là làm gì biết nấy có gì đâu hay. Tôi mới giải thích tại sao nó hay. Khi mà anh làm gì biết đấy, tối thiểu anh luôn sống trong cái sự kiểm soát, hiểu. Và tất cả bi kịch trên cuộc đời này đều đi ra từ sự thiếu kiểm soát của chúng ta, có đúng không ta? Yeah. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà anh sống chánh niệm như vậy đó, nếu mà anh đủ cái duyên là giải thoát, sẽ có một ngày anh nhận ra những cái chuyện mà anh có nằm chiêm bao anh cũng không thấy. Đó là gì? Khi mà anh sống chánh niệm, anh nhận ra những chuyện rất là lạ. Ồ, thì ra mình là đồ rác. Vừa là đồ rác mà vừa là đồ rác. Hiểu không? Đồ rác là gì? Lúc buồn, lúc vui, lúc thiện, lúc ác. Nghe kể không? Hồi nãy rồi đâu có đau, bây giờ nó đau. Mình không muốn đau mà nó vẫn cứ đau, đó là vô ngã. Mình không muốn nó bị mỏi mà nó vẫn mỏi, đó là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không phải là mình, nó không phải là của mình. Bởi vì nếu nó là của mình thì mình có thể điều khiển được nó, hiểu không? Và đằng này mình nhìn nó như là nhìn một cái gì đó rất là xa lạ. Thì lúc đó mình mới có dịp mình buông xả, tháo cỡ cái tôi của mình đi. Ngay lúc mình mới tu phủ đầu thì cái buông đó không có nhiều đâu quý vị. Nhưng mà càng về lâu về dài đó, mình cứ mỗi ngày mình cứ thấm thía. Đồ giả, đồ ráp, đồ ráp, đồ giả, đồ giả, đồ ráp. Các vị có nghe câu tự bị ám thị không? Lâu ngày đó, nó có cái lợi dễ sợ lắm. Cho nên sống chánh niệm là gì? Một là mình luôn sống trong sự kiểm soát. Thứ hai là nếu đủ duyên lành mình chứng thánh. Cái thứ ba, thấy nó đơn giản như vậy mà nó làm như các vị hạnh phúc không ngờ. Xui một cái không tu, không tin. Hạnh phúc cực kỳ. Làm gì biết đấy. Nó sướng lạ lùng lắm. Nó sướng lạ lùng lắm.
mà nó xui là nó không có duyên lành. Nó nghe nó thấy pháp tu gì không nghe, nó cũng quyền bí. Người Việt mình đa phần là thích cái gì mà mình không hiểu. Bởi người ta nói ma túy là một, mối tình đầu là hai, tôn giáo là ba, là làm cho ta là đời mà nó sướng. Chỉ mấy cái thứ mà rổ rá cạp lại, cái rổ rá cạp lại thứ mình mà hôn nhân lần hai lần ba nó mới còn mà mộng mị nữa. Tôi nhớ có cái ông, có cái bà lão 80, ông lão 82 bữa đó, bà nói với ông lâu lắm rồi, mấy chục năm nay tôi thèm cái cảm giác thời con gái rồi tụi mình hẹn hò hồi họ ước gì bây giờ lên ông cho là cảm giác được không? Ông gắn gắn cái răng gãi luôn. Được. Bà này vô nhiên mở can chiều diễn là phải diễn cho giống, nhưng mà nó đồ trội thì ông mới biết bà ổng nói là được rồi. Thì lát sau thì bà ở trong phòng đi ra, bà thấy ở cái khe cửa đó có một miếng giấy viết bằng mực tím: tối nay 9 giờ cây rơm sau vườn. Thì tới 9 giờ 9 giờ rưỡi 10 giờ ổng còn ngồi mà cái rơm mũi nó cắn gần chết. Cuối cùng cũng thấy ổng mà ổng thấy bà ra, ổng mới đi vô hỏi bà ở đâu. Bà nói em không dám ra, sợ ma la. Có hiểu không? Tức là diễn là phải diễn cho giống. Mà một đứa là 80, đứa 82 mà coi như là cũng mực tím nhét cửa sổ, rồi tối nay 9 giờ cây rơm ngoài vườn. Rồi bà tưởng sao mà 10 giờ không thấy nó ra, rồi vô hỏi bà giỡn mặt á, nó không em không dám ra, mà là. Thì lúc đó ổng mới hối hận cái chỗ là trời đất ơi, kêu diễn phải chơi với mày tới luôn bắt đầu. Ok, bây giờ bà con hiểu chưa? Có nghĩa là cũng cái chuyện đó mà khi mình tỉnh quá thì sao ta? Nếu mà ngày xưa lật ngược lại thời gian mà má la đó, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, mà tới lúc mà nó già là bà đổi nghĩ nào là đạo đức, nào là khuôn phép xã hội, truyền thống là sợ má la. Chứ hồi xưa còn khuya đó, tám má là chuyện nhỏ, ảnh mới là chuyện lớn. Hiếp lắm các chị. Cho nên càng tỉnh táo thì ta mới càng sống trong kiểm soát. Kẻ không học đạo nghe nói chuyện đó không tin. Kẻ không học đạo có nhiều thứ không tin lắm. Thứ nhất, kẻ không học đạo khó mà hình dung được cái chuyện là cái đầu nghĩ đến cái chết lại giúp cho mình sống tốt hơn. Hiểu không? Kẻ không học đạo không có tin rằng mình sống trong cái sự kiểm soát lại an lạc hơn. Vì họ hiểu, họ hiểu sống là phải tự do, mà tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm, đúng không? Nhưng mà đó là cách hiểu của người không biết đạo. Tôi nói nghe chậm thì chậm nghe kịp không? Người không biết đạo họ nghĩ rằng sống hạnh phúc có nghĩa là sống tự do, mà tự do có nghĩa muốn làm gì thì làm. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại không có định nghĩa kỳ cục như vậy, mà Ngài nói thế này: tự do không phải muốn làm này thì làm, mà tự do là không bị phiền não nó suối bẫy. Hả? Hiểu này không? Bắt đầu thấy đơ hơi nhiều. Không biết đạo thì cho rằng hạnh phúc là sống tự do, mà tự do là muốn làm gì thì làm. Tôi muốn nhậu thì tôi nhậu, hiểu không? Hiểu không? Tôi muốn đánh bài tôi đánh bài, tôi muốn chém lộn thì tôi chém lộn, đó là tự do. Tôi không thấy không? Cái đó là con đang bị tù á. Con đang bị tham sân nó xiền con, mà con tưởng là con tự do. Được chưa? Cho nên ở đây Hòa Thượng Liên Minh có một câu mà chúng tôi nghĩ là một tượng dịch ở từ kinh: hạnh phúc thật sự là an lạc trong cái người ta gọi là đau khổ, và tự do thật sự chính là thoải mái trong mọi ràng buộc. Ai là học trò thì không biết là có hiểu không? Hạnh phúc thật sự là ông có khả năng cười trong mọi tình huống, và tự do thật sự có nghĩa rằng ông cảm thấy thoải mái trong mọi tình huống. Thì đó mới là tự do. Còn đằng này anh nói với tôi anh tự do, mà trong khi đó anh bị cái muốn và cái ghét nó điều khiển anh. Lúc đó ông là đang là một thằng tù chứ không phải là tự do. Bậc thánh tự do là vì bậc thánh không có bị một cái gì nó xúi. Bậc thánh chỉ làm cái việc đó vì cái chuyện đó nó cần. Bậc thánh không làm chuyện đó vì chuyện đó nó không có cần. Cái đó mới đúng là người tự do đó. Cái đó mới đúng là người làm cái lời bác Hồ đó. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nói mà nó nói đỏ thì bà hỏi các vị có hiểu không? Cái đó mới là tự do.
Cho nên lý do tại sao chúng ta phải sống chánh niệm, tại sao chúng ta phải sống chậm, là bởi vì trong cái sống chậm ấy, anh mới có dịp anh thấy anh là đồ rác, anh mới có dịp anh thấy ra cái sự thật của anh. Và nhờ vậy anh không có bị sai khiến, không bị tác động, không bị lôi kéo, không bị thúc đẩy bởi những cái tạp niệm, những cái dục niệm, bởi ác niệm. Lúc anh mới thật sự tự do. Mà người không hành đạo không tin gì đó. Tiếp theo, tại sao tôi hơi thở? Thì hơi thở có đồng lạ, thì có đứa nào đàn sống trên đời không có thở đâu. Sao? Nó thở như là một, chúng ta đa phần chúng ta sống như một xác chết. Trên đời này có nhiều hạng người. Hạng thứ nhất chết rồi mà chưa chôn, hạng thứ hai chôn rồi chưa chịu chết. Chết rồi mà chưa chôn là sao? Đó là lúc nó sống nó không có, nó không có khả năng kiểm soát được, hiểu không? Nó làm nó ăn mà nó không biết nó ăn nó cứ alo alo alo. Nó giận, nó chửi mà nó không kiểm soát được. Nó là xác chết, biết đi, nó là cương thi, nó là vampire, hiểu không? Chứ nó không có phải là con người. Đó là cái hạng mà sống bất thiện được gọi là chết rồi mà chưa có chôn. Còn cái hạng chôn rồi mà chưa có chết có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người đã ra đi để khuất núi rồi, nhưng những đóng góp của họ nó còn lại ở đằng sau lưng á. Nghe hiểu không? Rồi cái chết rồi mà chôn rồi chưa chết còn hiểu được nghĩa nữa. Có nghĩa là trong từng phút giây mình liên tục sanh già đau chết, hiểu không? Nhưng mà người nó luôn luôn sống trong chánh niệm thì cái hạng được gọi là chết rồi mà chưa có chôn là vậy. Ở chôn rồi mà chưa có chết là vậy, hiểu không? Bình Thắng có một cái câu dân ngôn rất là kỳ, đó là cái là sự thật La Malice. Là có một cái ông tướng, ông rất là tiếc, ông rất là âm hùng, ông rất là có trách nhiệm với đám lính. Đừng một cái ông bị thương mà chiến trường cũng chết. Thì trước khi mà khi một chết rồi đó thì cái đám cái ông phó tướng viết cái lời điêu văn thế này: chúng ta quân đội nước Pháp đã mất đi một anh hùng, quân đoàn chúng ta đã mất đi một vị lãnh đạo. Ôi tướng quân rất mực khả kinh của chúng ta, 5 phút trước khi chết ngài vẫn còn sống. Hiểu câu này không? Câu này nếu mình hiểu theo cái kiểu mà tiểu học thì nghe rất là quê vốn. 5 phút trước khi chết ngài vẫn còn sống, nghe rất là quê vốn đúng không? Chị tôi lớn tuổi hơn tôi, mẹ tôi còn lớn hơn tôi rất nhiều. Cái đó hết nó đâu có cái gì. Nó chỉ là chuyện đương nhiên. Không, ở đây câu nó phải vừa vô. Mà tướng quân của chúng ta 5 phút trước khi chết vẫn còn sống, có nghĩa là ông vẫn là một vị tướng xứng đáng đứng đầu 3 quân tướng sĩ đường đường một đống. Nghe kịp không? Đấy. Thì ở đây cũng vậy, trên đời này có cái loại người chết rồi mà chưa chôn, chính là những người không có tu. Nó sống như là một cái xác biết đi. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người rất là sốc, nhưng mà là sự thật. Nó sống mà nó không có hy hiến, nó sống mà nó không có đóng góp, mà chỉ biết lo cho nó thôi. Là một. Thứ hai đó là nó sống mà nó không có nhận thức, nó không ý thức được những cái gì nó đang làm, nó không ý thức được trong từng hoạt động lớn nhỏ của nó. Lúc đó được gọi là chết rồi mà chưa có chôn. Dạ. Cho nên ở đây nó tại cái hơi thở cũng vậy. Cái chuyện mà hít ra thở vô có đâu mà hay không? Không có một hoạt động nào của cơ thể mà nó đều đặn và thường trực bằng hơi thở của chúng ta. Mình ăn thì cũng có lúc ăn lúc không, ngủ cũng có lúc ăn lúc không, đi đứng nằm ngồi thì cũng lúc có lúc không, mà riêng hơi thở thì liên tục. Và cái thời gian của hơi thở thì nó rất là đều đặn đúng không? Mà nó không có lâu, nó không có lâu. Một hơi thở trung bình thì khoảng dưới một phút trung bình. Dưới một phút. Thì nếu mà cái người nào liên tục sống chánh niệm trong hơi thở, có nghĩa là người đó luôn sống trong tỉnh thức. Nghe kiểu không? Các vị nghe tôi nói sống trong tỉnh thức và trong tỉnh thở thấy nó có gì hay, nhưng mà không, nó hay chỗ này. Tôi nhắc lại lần nữa. Vì hơi thở là hoạt động thường trực của chúng ta, nên chánh niệm trong hơi thở chính là chánh niệm thường trực. Cái này học trò tiểu học cũng hiểu được nữa, hiểu không? A bằng B bằng C, vậy C bằng A, hiểu không? Chỉ đó rất là đơn giản. Vì hơi thở là hoạt động thường trực nhất của cơ thể, nên khi ta có chánh niệm trong hơi thở, nghĩa là ta có chánh niệm thường trực. Mà chánh niệm thường trực có gì hay? Đã nói rồi, chúng ta luôn luôn sống trong kiểm soát. Và thứ hai, khi mà sống trong kiểm soát, chúng ta sẽ có điều kiện để nhận ra bản chất của mình.
Một ngày nào đó khi ta hiểu được mình cũng có nghĩa là ta hiểu được người khác, có thể không ta? Khi ta hiểu được mình chỉ là đồ lắp ráp, mình chỉ là transitional, mình là composition, mình chỉ là đồ ráp. Trong đời này không có cái gì là solid, không có gì là massive, không có gì là pure hết. Tất cả đều là đồ ráp hết. Nhớ nha. Khi mà mình học với con vẹt, con ghét, con nhầm, con xạo, con tưởng thì mình thấy cái đó không có gì hay. Nhưng mà khi mình đưa nó vào thực tập á, đưa cái hiểu đó vào thực tập á, thì mình mới thấy hiểu được mọi thứ là đồ ráp, mình an lạc kinh khủng lắm. Thứ hai, khi mình thường được sống bằng chánh niệm thì mình luôn sống trong sự kiểm soát. Ở đây không phải là sống trong sự gò bó mà trong sự tự chủ. Cái câu này phải xâm lên người nữa. Sống trong chánh niệm không phải là gò bó mà là trong sự tự chủ, tự quyết kiểm soát được quyền là chủ quyền trên biển đảo. Thế kịp không? Tôi đã nói rồi. Tâm có chánh niệm gọi là tâm tứ niệm xứ, tâm không tu tứ niệm xứ gọi là tâm tứ xứ. Hiểu không? Xong nữa. Cái lớp này suốt 7-10 ngày đã qua 14 tập học, 14 buổi trở thành đại ca hết. Xong từ lên xong xuống. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Tại sao chúng ta phải sống chánh niệm? Và đêm nay tôi không tin là tất cả mọi người đều thấy pháp môn chánh niệm là quan trọng. Có người ở đây nghĩ rằng đó là pháp tu của tiểu thừa. Làm ơn bây giờ lên internet đánh cho tôi cái chữ sati, S-A-T-I, the mindfulness. Xem coi bao nhiêu người trên thế giới, bao nhiêu cái đầu kiệt xuất của thế giới đã nói gì về cái chữ sati mindfulness. Tại sao có thể sati được? Bởi vì có cái chữ đó thì cái mindfulness mới được nhắc đến như là một pháp tu. Còn nếu mà mình chỉ để cái mindfulness không mà không có chữ sati cái bên thì nó sẽ định nghĩa bla 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 cái ngoài đời, hiểu không? Có hiểu không ta? Ok. Cho nên nó giống như trong tiếng Mỹ, các vị thấy tiếng Mỹ, tiếng Pháp. Tiếng Pháp máu là gì ta? Là sang. Mà trong tiếng Việt mình á, chữ sang nghĩa thấy không? Tiếng Pháp, tiếng Mỹ nợ nần là loan. Mà trong tiếng Việt mình chữ nó là quá đẹp. Tiếng Việt mình có con mà đặt tên là Dung. Tiếng Mỹ Dung là sao cười. Ok. Người Mỹ nghe cái chữ, người Việt mà nghe cái chữ lao sao họ hiểu khác. Người Mỹ, người Mỹ nghe chữ lao sao họ hiểu khác. Lao sao tiếng Mỹ nghĩa là ồn ào đúng không? Lao. Mà tiếng Việt Nam mình nghe chữ lao sao là hiểu khác đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Cho nên tôi nói gì mà tôi nói xa quá trời trời. Chánh niệm. Mà cái gì mà qua tới cái chữ sống chánh niệm. Rồi đúng là tại sao mà đánh chữ mindfulness mà phải thêm cái chữ sát ý trước. Thì khi đó bà con mới thấy từ trường đại học Yale, Stanford, Harvard, rồi Sorbonne, rồi Cambridge, Oxford, tất cả những trường này họ đều có những công trình nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc về cái gọi là tứ niệm xứ. Chỉ riêng dân Việt ta thì cứ là lục tự Di Đà làm tới, niệm mà không hiểu kỹ gì hết. Phật pháp trùng trùng, nếu mà quý vị có cái này không phải chỉ để đội nón, quý vị sẽ đọc một giáo hội. Nếu pháp tu chỉ đơn giản là cầu Quán Âm, cầu Địa Tạng, cầu Di Đà thì xin hỏi suốt 40 mấy năm mà hoằng pháp Phật nói cái gì, hiểu không? Mấy tủ kinh to đùng đó nói cái gì? Và mấy ông thầy tu nguyên thâm bát học được cả một rừng người quỳ lại trong đầu vẫn chứa cái gì? Hay là chỉ chứa cái câu niệm đó thôi, hiểu không? Có lợi đơn nữa. Có biết thắc mắc cái đó không? Hiểu không? Nếu mà chỉ đơn giản pháp tu là cứ sáu chữ luật tự Di Đà đọc hoài là thành tánh quả, thì xin hỏi nói một câu là phạm thượng. Có ngu lắm mà mới nghiên cứu kinh điển, hiểu không? Tại vì cái pháp môn nó đủ rồi. Hiểu không ta? Rồi các vị đi hỏi ôn nhất hạnh làng ma, hỏi ôn văn từ, nó chỉ luận tự thì mắc cái gì mà phải cái gì mà tri vọng, ở đây biết tri vọng không? Tri vọng là pháp môn của ôn văn từ triển khai từ cái thiền trúc lâm đó. Trời, mình là bắt tông cái ông nước mắm tới nói cho mình nghe, cho tháp tổ hủ nghe mà ông đem những cái chuyện của tổ hủ mà nước mắm nó biết mà tổ hủ không biết đằng anh trời chưa. Các vị thuộc về cái tông nào đây? Nam tông, Bắc tông hay là xe tông? Phải có cái tông nào chúng ta đã thương người ta mà cái chuyện của vị người ta nói là rào rào còn nguyên một cái rừng tổ hủ mà hỏi rằng nó đơ cái mặt là tông gì?
tống tơ kê tống tơ tống cái tông gì mà ai hỏi gì cũng tơ tống tơ mà chuyện này hết nhiều ai hết nhiều các vị nghe kẹp không, người ta chửi mình nhưng mà mình vẫn cười là mình tống tơ thiệt rồi đó. Nhưng mà có mình người ta chửi bằng đại bi, đại bi mà tham cái đại bác. Tại sao mà bao nhiêu cái đầu kiệt xuất nhất thế giới người ta lại kêu gọi mình sống cái chánh niệm? Nó có lý do. Bao nhiêu vấn đề lớn bé của hành tinh này đều được khởi đi từ cái sự thiếu kiểm soát của từng người, có đúng không? Tại sao có chữ lộn? Tại sao có đánh lộn? Tại sao có hờn giận? Tại sao có nhớ nhung? Tại sao có yêu đương? Tại sao có hờn giận? Tại sao có ghen tuông? Tất cả đều là những gì của thiếu kiểm soát. Mà chánh niệm là gì? Là và một điểm khác điển nhiên nhất giữa người có học và người không có học đó là khả năng kiểm soát, đúng không ta? Và các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, trong đời sống này ai có khả năng kiểm soát nhiều thì người đó làm chủ thế giới, đúng không? Thì tôi ví dụ như một đất nước có khả năng kiểm soát về quân sự, chính trị, ngoại giao, trong một cơ thể mà cái immune system mình nó có khả năng kiểm soát được, mình khỏe, đúng không? Còn một thứ mà nó bỏ ngỏ bao nhiêu thuộc thì tăng sát bao nhiêu tăng tư liền. Tôi có hiểu không? Không hiểu. Tâm cơ. Sống chánh niệm có nghĩa là chúng ta đưa mọi thứ vào cái dòng chảy kiểm soát. Đưa mọi thứ vào cái dòng chảy kiểm soát. Đưa mọi thứ. Khi mà chúng ta không biết Phật Pháp, chúng ta sống lan man, sống được kiểu mà trâu dạt bèo dạt mấy chỗ như chiếc lá trên dòng. Thì đã nói là bèo dạt mây trôi như chiếc lá trên dòng thì đời sống rất là được không thiếu kiểm soát. Mà thiếu kiểm soát nó đồng nghĩa với bất trắc, mà bất trắc nó đồng nghĩa với bất tường. Có hiểu chứ bất tường không? Hiểu không? Mà khi mình sống có kiểm soát có nghĩa là mà ổn định. Kiểm soát nó luôn luôn nó đi kèm với chữ ổn định. Còn hễ mà bất trắc nó đi kèm với chữ bất tường. Mà nghe hai tiếng bất cũng sẽ lạnh sống đâu nha. Cho nên cái pháp môn tu tập xứ đó là một cái con đường đi rất là khoa học. Và từ đó Phật Pháp không phải một tôn giáo, không phải là một religion theo cái định nghĩa của từ điển. Phật giáo không giống như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, không giống như bao nhiêu thứ giáo khác. Mà Phật giáo là đạo sống, là lẽ sống, là con đường sống, là cái cách sống, là cái kiểu sống. Phật giáo, Phật Pháp không phải là cái gì đó mà chúng ta biết được thì tốt, mà là nên biết. Và hơn thế nữa, đó là phải biết. Vì sao? Vì the world is what you see. Thế giới này chính là cái gì anh thấy. Anh thấy ra làm sao thì cuộc đời nó là như vậy. Và chính Phật giáo dạy ta cách nhìn về thế giới. Cách nhìn quyết định cái kiểu thấy có đúng không ta? Có hiểu không? Cách nhìn mình lúc như thế nào mình si như thế ấy, có hiểu không? Tôi không tin là muốn hàng dốt nhưng mà giải quyết cho một rừng người đi thực. Cái cách lúc nó tạo ra cách si, hiểu không? Yeah. Và đôi khi chúng ta lúc mà chúng ta không si. Bởi vì cách lúc tào lao. Chúng ta nhìn như thế nào, chúng ta thấy như thế đó. Quan trọng lắm. Cho nên thế giới chính là cái gì anh thấy. Và đạo Phật lại dạy cho cái cách thấy. Và nhớ một điều. Cái cậu này bắt đầu hơi khó hút rồi. Một người Phật tử tứ thiệt có nghiên cứu kinh điển sẽ không hết hồn khi nghe tôi nói câu này. Phật Pháp thứ thiện, Phật Pháp thứ thiện không hề dạy mình đội ai trên đầu hết, mà chỉ đội cái lẽ phải thôi, có đúng không? Trước khi Phật Tiếp Bàn, Phật có nói những điều ta dạy là thầy cho các ngươi, cái câu đó hình như có, đúng không ta? Có hả? Chưa hết còn bài kinh lỏng như sống. Lúc mà Ngài mới thành đạo với gốc Bồ Đề đó, Ngài có suy nghĩ thế này: ai trên đời này cũng có bạn, có thầy, có trên, có dưới, như vậy ta thì sao? Ngài sẽ thấy người bằng ta còn không có, nói gì hơn ta. Trên thế giới hiện giờ, tại vì chỉ Phật quá khứ thì đã không còn, Phật tương lai thì chưa đến, thì hiện giờ là chỉ có một mình ta. Ta chỉ có thể làm thầy người khác chứ không có ai nữa. Nhưng có một điều, ta phải luôn sống theo pháp, bởi vì pháp chính là cái quy định tự nhiên. Nghe kịp không? Chính chư Phật là pháp, cái việc chính pháp tạo ra chư Phật. Nghe kịp không? Pháp tự cho nên cái điều quan trọng của cái đạo của tôn giáo là gì? Đạo nào cũng suối mình
thờ một cái thần tượng trên đầu. Nhưng mà riêng Phật giáo thì không. Ngay cả cái pháp môn mà niệm Phật mà được hiểu đúng đắn nhất cũng là cái pháp môn niệm Pháp. Mình có hiểu không? Hiểu tôi được không? Niệm Phật không phải là niệm cá nhân cái người ABCF, mà là niệm cái quality của chư Phật ba đời mười phương. Hiểu không? Mà quality nó không phải là một cá nhân, nó phải là một person, không phải, mà nó là cái characteristic, nó là một quality, hiểu không? Chứ nó không phải là một con người được hiểu như vậy. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Ngay cả pháp môn tu tập xứ ở đây hiểu cho tới nơi, pháp môn tu tập xứ không hề là sản phẩm của Đức Phật. Chư Phật không phải là create bất cứ giáo pháp, mà các ngài chỉ là người phai đạo thôi. Có phân biệt hai động từ này không? Create nó khác mà phai đạo nó khác. Cũng giống như ngày hôm qua tôi nói, mới biết đạo thì là to give, biết đạo rồi là give up. Hiểu hả? Chưa biết đạo thì móc ra cho, cầu phước báo, cầu công đức, tức là to give. Nhưng mà give up có nghĩa là trao ra mà không mong nhận lại. Bố thí cái kiểu mà to give là bố thí kiểu thả diều, còn give up là bố thí kiểu thả chim. Hai cái khác nhau nhiều lắm nha. Cho nên các pháp môn tứ niệm xứ, pháp môn mà chánh niệm và trí tuệ, nó không hề là của riêng Đức Phật. Và thông qua pháp môn đó, các người ta thấy bóng dáng của cái câu nào Phật dạy thờ ngàn không. Ngày kia mình quay lại, mình quan sát mình, và qua đó các con phải tìm ra con đường giải thoát. Vì sao? Là vì con đường ra khỏi rừng chính là con đường vào rừng. Vấn đề là con quay lưng về đâu, con quay mặt về đâu. Ngày cho mình tự do suốt mùa kháng chiến mà mình không thể, cứ là thờ Phật như là một kẻ nô lệ là sai. Xem Phật là một ông thần, một ông chủ là sai. Phật là người thầy, hiểu này không ta? Phật là người thầy. Ông Krishnamurti, ông nói một câu mà tôi biết ở đây nhiều người sốc dữ lắm. Bây giờ dùng hình ảnh rất là kỳ, rất là phàm. Ông nói cái này, Đức Phật là một cái lu nước để mình uống, chứ không phải để mình lạy. Hiểu không? Cái câu là nhiều người họ nói đi, trời ơi sao khổ, tại sao phạm thượng. Nó Phật là cái lu nước, nhưng mà phải tập luôn cái câu sao. Đức Phật là một lu nước để mình uống, chứ không phải để mình quỳ mình lạy. Có hiểu không? Phật dạy hay lắm, Phật dạy mình tự do, Phật dạy mình giải thoát ngay trên lúc hành trì. Phật dạy hạnh phúc không phải đợi cái destination, mà hạnh phúc ngay trên journey, hạnh phúc ngay trên cái trip, on the trip, hiểu không? Mình giải thoát, khi con đi trên con đường giải thoát thì con mới đến được mục đích giải thoát. Còn nếu mà cái con đường của con là con đường của người nô lệ thì điểm đến của con chỉ là chỗ gia nhốt, cái câu này xăm nữa, hiểu không ta? Con đi trên con đường giải thoát thì con phải thanh thản và phải tự do. Còn đằng này con nghe trên con đường đi mà con xiềng xích nhiều quá, có nghĩa là con đi bằng chiếc xe tù chứ không phải là con đang lái một tô ngàn phân khối, hiểu không? Và đằng này cách hành trì của ta đa phần là đi bằng xe tù không, hiểu không? Xe tù là xe sơn, vẫn đổ xăng, vẫn lăn bánh, nhưng mà chỉ khóa và bị khóa từ bên ngoài, hiểu không? Mà chúng ta phải tự lái và xe phải khóa từ bên trong, và mình là người có thể mở, hiểu không? Con đường tứ niệm xứ là con đường của giải thoát là, và đường tu phải là đường cho tự do ngay khi còn phàm. Còn khi mà con tu tập bằng một cái thức tù đầy, bằng một ý thức nô lệ, có nghĩa là con đã tới khung cuộc đời mà con đã chấm hết cái hành trình đạo nghiệp rồi. Đêm nay ôm lại cho bà con bốn đề 12 duyên khởi và tứ niệm xứ. Đêm mai mình sẽ nói nhiều hơn nữa về tứ niệm xứ. Chúng ta có được 14 buổi, mình học được mấy buổi rồi. Có người ở đây rất là kỳ quái, hứng thì tự nhận là ban tổ chức, mà cái lúc nói chuyện nó đơ như là không đơ nha. Dạ, 7 buổi rồi, coi như là nửa đời hương phấn rồi đó. Cho nên tôi mong rằng là trong 7 buổi còn lại, chúng ta phải dứt những cái vấn đề mà tôi cho là cấp thiết, là cần thiết trong cái nhận thức của người Phật tử. Vấn đề không phải các vị học với ai, mà là làm được cái gì cho mình. Và tôi nhắc lại một cái chuyện nữa, không biết lý do nào mà trong mấy năm trở lại đây tỉnh thoảng tôi cứ bị nhiễm giật mình và run bắn nửa đêm, chỉ vì nghĩ cái tết là coi thường, đó là sự thật. Có lúc tôi nghĩ mình đó còn sự thanh thản, có nhiều lúc tôi chết đi,
thì nói theo trong kinh đó, có thể đó là một cái điểm lành, nhưng mà cũng có thể đó là cái chuyện không nên. Bây giờ khi mình rung bắn mà mình không biết lợi dụng cái rung đó thì đó là cái chuyện không nên. Nhưng mà chính cái rung bắn đó là một cái lời nhắc nhở đó, hiểu không? Và từ đó phải nói bà không, tôi có khỏe bà con đó, là tôi có hai chuyện mà tôi đang cố gắng làm. Một là bớt sẽ chết, tức là bây giờ mà nghe bác sĩ khác mà nó có cái gì kỳ kỳ đó là mình không có mà sa sút suy sụp chèn bẹt như là cái người không biết đạo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khả năng mà đối diện thị phi, mà cái khả năng đó nó lại gắn liền với cái này. Khi anh nhớ nhiều về cái chết thì khả năng chịu thị phi đang tốt lắm, hiểu? Khi mà các vị biết các vị còn có 3 tháng nữa mà chết, nó đứng trước nhà nó chửi cha mình, nó mình nhìn giỏi hơn, hiểu không? Tâm đơn nữa. Có nghĩa là khi các vị sống bằng cái tâm trạng của người tử tù, tâm trạng của cái ung thư kỳ cuối đó, tù tốt lắm. Còn cái thứ mà nghĩ còn lâu lắm, nó yêu đời cực kỳ. Và khi nó thấy nó là ông hoàng bà chúa đó, đụng tới nó là giết cả họ. Nhưng mà trong khi đó, khi mình thấy mình chỉ là một nắm cát trời trực rạ tay, nó dễ thương lắm, nó bị tin tin đi. Đã bằng dạy mình nhiều cái điều nó rất là khoa học mà không chịu làm, cứ khoái đi theo cái gì mơ mơ hồ hồ không có rõ ràng đó. Bởi vì nó mình thích sống theo cái kiểu mà yêu lần đầu á, yêu người lơ mơ lơ mơ này. Mà tôi khoái cái cặp mà già nãy thôi, sợ má la. Thương thì có thương, nhưng mà cái tình yêu của cái cặp mà 80 tuổi nó tỉnh dữ lắm. 80 tuổi còn thương nhau không? Còn, nhưng mà nó không có còn mơ màng rồi viết mượn tiếp làm thơ rồi không còn nữa, đúng không? Mà thương là vì nghĩa nhiều hơn. Mà nói về kinh Phật ấy, khi còn thương nhau mà bằng tha mái, bằng tình trai gái, cái tình yêu đó nó còn nông nổi, nó còn manh động. Nhưng đến lúc nào đó khi chúng ta từ tình chuyển qua nghĩa, lúc đó chúng ta thương nhau bằng từ tâm. Khi thương bằng từ tâm đó, thì chúng ta cái khả năng chịu đựng và tha thứ lớn hơn. Còn thương bằng cái kiểu mà giọt buồn không tên đó, thương là đã gì khoái thôi, thương không cần định tích, thương không cần định nghĩa, thương là cho hết. Cái kiểu đó, cái kiểu mơ mơ hồ đó là nó lại ghen nè, rồi ràng buộc, rồi giam nhốt, làm khổ và đỏ đầy nhau. Khi mà chúng ta thương mà cái kiểu mà chúng ta nắm giữ người ta, thương người ta mà muốn người ta như ý mình muốn là xài không được. Mà phải thương theo cái kiểu từ tâm, có nghĩa là dù có ra sao tôi cũng thương. Đó là thương từ tâm. Phải tập. Không có cơ bắp mà bây giờ muốn đi Olympic thì phải tập, chứ tự nhiên đó giờ cứ xì ke không giờ thì nó là thi lữ tạ được, nó khó là phải tập chứ. Các vị tưởng tượng các vị sẽ luân hồi bao nhiêu kiếp rồi sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn bốn biển, giờ đùng một cái nghe Phật pháp xong mà đầu giống cái sư phụ này mà giống được tôi chết đi. Hiểu không? Ok, khuya rồi bà con về. Có thì chưa có một cái cô tử rồi tại cổ chào tôi, có nói con về nha sư, cái tôi theo thói quen tôi đi lái xe cẩn thận nghe con. Cái cổ ra cũng lo không, trời ơi cái điền gì mà cũng dặn.